biết hen là vi đường dẫn khí vi lên trên cái tế quản, cái cò thắt lên trên cái tế quản ha. Sự khác biệt giữa hen và siêu ly cũng không cần luôn, nhưng không cần quan trọng luôn. Rồi không nên chủ quan, không nên chủ quan mà mình đã học ở những buổi trước rồi đúng không? Gồm có tuổi nè các chị, giới, tiền sử gia đình, cân nặng, chiều cao để tính chỉ số BMI, để đánh giá có bệnh nhân có béo phì hay thừa cân hay không, bệnh kèm, tiền sử dị ứng, tiền sử dùng thuốc, lối sống thói quen. Bệnh kèm là gì? Bệnh kèm là những cái mà nó liên quan hoặc là nó dẫn tới hoặc là có khả năng dẫn tới hen. Ví dụ như là gì? Bệnh gì các anh chị? Trầm ngược, trầm nhẹ thực quản ha, dị ứng, viêm da hoặc là viêm mũi dị ứng đó. Rồi tiền sử gia đình thì các chị ghi nhận nghĩa tôi là gia tiền sử gia đình trực hệ, tức là cha mẹ anh chị em ruột mà có hen thì cái người còn lại trong gia đình sẽ có nguy cơ bị hen. Rồi tiền sử dị ứng thì dị ứng ở đây các chị mở bằng những mà tôi là dị ứng thuốc nè, dị ứng thức ăn, dị ứng thời tiết đó. Tiền sử dùng thuốc các chị mở mặt luôn, tiền sử dùng thuốc này là do bệnh nhân tự ý dùng và tự ý sử dụng và báo với bác sĩ chứ không nằm trong cái đơn thuốc cũng như là hồ sơ bệnh án nha. Nếu mà nó nằm trong đơn thuốc hồ sơ bệnh án thì mình không có xếp vô trong cái đơn thuốc chủ quan mà nên xếp vào thông tin khách quan nha các chị. Rồi lối sống và thói quen. Lối sống thói quen thì là những cái mà ví dụ như là ăn uống này sinh hoạt hàng ngày rồi thì những cái thông tin về tuổi này, giới thì các chị bỏ mặt cho tôi là nữ giới trưởng thành có nguy cơ bị hen nhiều hơn nam giới. Những cái thông tin chủ quan, những thông tin chủ quan về cái tuổi giới tiền sử gia đình cân nặng chiều cao bệnh kèm thì sử dụng thuốc và lối sống thói quen sẽ giúp cho mình trả lời những cái câu hỏi ví dụ như là nêu nguyên nhân hoặc là yếu tố nguy cơ dẫn tới hen ở bệnh nhân, nêu nguyên nhân hoặc yếu tố nguy cơ dẫn tới hen ở bệnh nhân thì có thể là có cái thông tin mình lấy những cái mục này mình trả lời. Được chưa? Rồi một phần nữa, một phần thông tin chủ quan là phần tiền sử bệnh và diễn tiến bệnh. Thì tiền sử bệnh, diễn tiến bệnh nó sẽ giúp cho mình trả lời cái câu hỏi là nếu bệnh nhân có hen thì tình trạng hen của bệnh nhân là tình trạng hen gì, hen cấp hay hen mạn. Hen mạn thì mạn có kiểm soát hay là mạn chưa kiểm soát. Tiền sử bệnh là gì các chị? Tiền sử bệnh là những cái câu ví dụ như là bệnh nhân mắc hen cách đây bao nhiêu lâu, mắc hen cách đây bao nhiêu năm, bị hen từ nhỏ hay là mới mắc cách đây bao nhiêu lâu đó. Còn diễn tiến bệnh là những cái câu ví dụ như là người ta nói là gì, trong khoảng một năm trở lại đây, trong khoảng một tháng trở lại đây, trong khoảng vài tuần trở lại đây, bệnh nhân có bao nhiêu lần bị lên khó thở, bị lên cơn khó thở, bệnh nhân phải nhập viện do hen, hay bệnh nhân có bao nhiêu lần sử dụng các thuốc cắt cơn, thì đó chính là diễn tiến bệnh. Hoặc là thức giấc về đêm có bao nhiêu lần bị giật mình về đêm khó thở do cơn hen, đó chính là diễn tiến bệnh. Thì nhớ nha, tiền sử bệnh và diễn tiến bệnh giúp chẩn đoán, giúp đưa ra cái thông tin để xác định cái mức độ của bệnh hen, cái dạng hen là cấp hay mạn và mạn tính thì có kiểm soát hay là chưa kiểm soát ha. Rồi các chị theo kịp được không? Yeah. Đây là cái slide nó nói về những cái tác nhân có thể dẫn tới hen cho bệnh nhân. Những tác nhân này là những tác nhân mà mình cũng biết cũng nhiều rồi trong các phần thực hành lâm sàng, nhất là khói bụi ô nhiễm nè ha. Khói bụi ô nhiễm, khói bụi ô nhiễm, rồi khói thuốc lá ha, khói thuốc lá, hóa chất tẩy rửa, các cái chất
dùng trong gia đình. Ví dụ như là nước tẩy rửa, nước rửa chén, các loại nước xả vải, bột giặt, lau nhà, nước xịt phòng. Đó là những cái hóa chất dùng trong gia đình đó. Rồi di truyền nãy mình nói rồi, quan hệ truyền hệ cha mẹ anh chị ruột. Các thức ăn nhiều chất béo, bụi hoặc là những cái con vật như là con mạng hay con rệ, thì nó đều có ăn ngay ngay đó. Thú nuôi thì mình có chó hoặc là mèo, chủ yếu là những con vật có lông, cái lông của nó có khả năng làm cho bệnh nhân khó thở. Nấm, các con vi nấm, vi khuẩn, virus, đặc biệt là những tình trạng viêm tấn cầu, cúm. Đó chính là những cái kích thích, những cái yếu tố nguy cơ có thể dẫn tới hen. Anh chị ghi nhận thêm nữa, đó là việc mà bệnh nhân gặp phải thời tiết thay đổi thất thường, tức là thay đổi thời tiết đó, thì cũng là một những yếu tố nguy cơ dẫn tới hen. Phấn hoa, phấn hoa. Rồi những cái bệnh lý mà liên quan tới hen, những cái bệnh kèm mà liên quan tới hen mà nãy mình có nói, đầu tiên là bệnh tròng ngược đúng không? Rồi viêm mũi dị ứng, viêm xoang, rồi béo phì và bệnh COPD. Rồi ngoài ra còn có cái tình trạng dị ứng nữa. Dị ứng ở đây có nghĩa là những cái tình trạng ví dụ như là bị viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc hoặc các cái bệnh lý miễn dịch. Rồi đó là thông tin chủ quan. Thông tin khách quan là những cái thông tin gồm có ba phần. Nhất là những cái thông tin chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ. Thông tin chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ mình sẽ nhận diện bằng những cái câu ví dụ như là ghi nhận nhìn thấy bệnh nhân thế nào, bệnh nhân khó thở, khò khè, tức ngực nặng ngực, hoặc là cái tư thế của bệnh nhân thế nào, ngồi thẳng hay là nằm hay là lơ mơ hay là bất nhận thức. Thăm khám thì thấy có tiếng rang rít ở phổi, đó là những cái chẩn đoán lâm sàng. Chẩn đoán lâm sàng còn là cái gì nữa? Còn là cái nhận định của bác sĩ về tình trạng bệnh nhân. Ví dụ như kết luận rằng bệnh nhân bị hen cấp hay là hen mạn, đó là chẩn đoán lâm sàng. Rồi cái phần tiếp theo là xét nghiệm cận lâm sàng. Xét nghiệm cận lâm sàng là cái gì các chị? Xét nghiệm cận lâm sàng á thì mình có thể hiểu là thứ nhất là những cái chỉ số đầu tiên là chỉ số sinh tồn đúng không, chỉ số sinh hóa, chỉ số công thức máu đúng không, rồi các cái chỉ số bằng các cái tư liệu về phim chụp hình và chụp x-quang siêu âm vân vân, đó là những xét nghiệm cận lâm sàng. Rồi tiền sử dụng thuốc thì ở đây các chị nhấn mạnh cho tôi là thuốc ghi nhận trong đơn thuốc và hồ sơ bệnh án để điều trị hen hoặc là điều trị những cái bệnh khác. Các bạn tiền sử dụng thuốc mình phải lưu ý đến cả các thuốc đang điều trị hen và cả các thuốc điều trị những bệnh lý khác nữa. Rồi ha, thì những cái triệu chứng lâm sàng của hen là gì đây? Ho khan nè, ho về đêm nè, nặng nè, tức ngực, khó thở, khò khè, thở dốc. Các chị ghi cho tôi đó là thức giấc về đêm, rối loạn giấc ngủ và thêm một cái nữa là lạm dụng sa ba, có nghĩa là việc tăng tần suất sử dụng sa ba trong một giai đoạn thời gian, thì nó cũng là những cái triệu chứng, những cái bằng chứng để chứng minh là bệnh nhân này bị hen hoặc là hen cấp hay là hen không kiểm soát. Rồi xét nghiệm cận lâm sàng thì nãy như mình nói ha, cái đầu tiên là dấu hiệu sinh tồn. Lưu ý dấu hiệu sinh tồn này nó không có ý nghĩa trong đánh giá hen mạn, nhưng nó rất có giá trị trong đánh giá mức độ hen cấp. Dấu hiệu sinh tồn mình có là nhịp tim nè, mình có nhịp thở, mình có mạch, mình có huyết áp, mình có SpO2
tức là gì đó khiến máu động mạch đó, đổ vào oxy đó. Rồi nhớ nha, cái người sinh tồn có giá trị rất cao trong chẩn đoán hẹn cấp và đánh giá mức độ hẹn cấp. Tiếp theo là xét nghiệm hình ảnh X quang phổi. Xét nghiệm hình ảnh X quang phổi thì mình có những cái thông tin giúp, không phải giúp để chẩn đoán hen mà giúp phân biệt hen và những cái bệnh lý có triệu chứng tương tự khác. Ví dụ như là những người mà họ bị cái gì, họ bị lao phổi nè, họ bị khí phế thủng, họ bị viêm phế quản, họ bị tổn thương nhu mô phổi à, và thậm chí là suy tim. Người ta chụp X quang phổi nhưng mà người ta có thể thấy được cái bóng hen to, thì suy tim nó cũng sẽ có những triệu chứng giống giống như là hen, người ta cũng sẽ khó thở tức. Thì lưu ý là X quang nó sẽ giúp phân biệt hen và những bệnh lý khác chứ nó không giúp chẩn đoán hen nha. Rồi cái xét nghiệm thứ ba là xét nghiệm huyết học. Xét nghiệm huyết học là những cái xét nghiệm về công thức máu cũng như là các chỉ số điện giải của cơ thể như là kali, canxi và nhẹ. Thì tại sao xét nghiệm huyết học này được sử dụng thì cũng giống như là X quang phổi, xét nghiệm huyết học sẽ giúp cho mình phân biệt được hen và những cái bệnh lý khác, ví dụ thiếu máu hoặc là các cái tình trạng nhiễm trùng hô hấp. Tại sao? Vì nếu mà thiếu máu thì bệnh nhân cũng không có đủ oxy, tại vì đâu có vận chuyển được đâu, đâu có sắt đâu vận chuyển, đúng không? Đâu có hồng cầu đâu mà vận chuyển, thì người ta cũng sẽ có những triệu chứng hoàn toàn cũng mệt, cũng khó thở. À, đó. Thì đó chính là cái giá trị của xét nghiệm huyết học. Rồi nhiễm trùng hô hấp thì bạch cầu sẽ tăng, nếu có nhiễm trùng thì bạch cầu sẽ tăng. Rồi điện giải, thực ra điện giải á, nó không có ý nghĩa nhiều trong chẩn đoán hen, nhưng những trường hợp, một số trường hợp bệnh nhân bị giảm canxi, bị hạ canxi, bệnh nhân vẫn sẽ mệt giống như là bị hen, bị hạ canxi máu nha. Cho nên các chị thấy là kiểm tra nồng độ canxi máu cũng sẽ giúp loại trừ được những nguyên nhân. Rồi kali, bản thân kali máu nó có thể bị thay đổi trong quá trình điều trị hen, do thuốc nào các chị, thuốc nào gây làm thay đổi nồng độ kali? Chủ vật beta 2 và cả còn tiên cũng ít nữa nếu mà sử dụng rất nhẹ. Cho nên cái việc sử dụng xét nghiệm huyết học này không phải để tránh chẩn đoán hen và giúp phân biệt hen với những tình trạng bệnh lý tương tự khác. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất trong xét nghiệm cận lâm sàng, đó chính là hô hấp ký. Giá trị hô hấp ký chính là cái quan trọng nhất để đánh giá và chẩn đoán hen. Thì hô hấp ký là gì? Hô hấp ký có nghĩa là người ta sẽ cho bệnh nhân thổi vào trong cái dụng cụ và người ta đo cái lưu lượng khí thở ra gắng sức trong một dây đồng FOV1, tỷ lệ dung tích sống gắng sức FVC, tỷ lệ FOV1 trên FVC, lưu lượng định BF. Được chưa? Người ta sẽ đo những cái thông số này để người ta đánh giá hai cái, thứ nhất là cái sự tắc nghẽn điều lượng khí và thứ hai là sự giới hạn dòng khí thở ra. Thì có sự tắc nghẽn và sự giới hạn có nghĩa là có hen hoặc là có COPD. Thì cái này là một trong những cái test rất là quan trọng giúp đánh giá cái tình trạng hen của bệnh nhân có hay không. Rồi thì các chỉ số hô hấp ký FOV1, FVC, BF bình thường đó thì nó khoảng từ 75-80% ở người trưởng thành. À, trẻ em thì nó có thể là tới 85%. Và cái test mà người ta dùng chủ yếu để chẩn đoán hen, test đầu tiên đó là hồi phục sau test giảm phế quản dương tính. Có nghĩa là người ta sẽ cho bệnh nhân thổi vào trong một cái dụng cụ đo chỉ số. Sau khi thổi xong, người ta cho bệnh nhân sử dụng Saba, salbutamol á. Rồi sau đó chờ 15 phút người ta sẽ cho thổi lại để người ta coi là cái chỉ số FOV1, chỉ số FVC, BF nó có thay đổi gì hay không. Để không chuột cái ok, chỉ số đó nó có thay đổi gì hay không ha. Nếu mà chỉ số ở sau khi mình xịt salbutamol mà nó tăng lên khoảng 20% tới 15% so với cái chỉ số trước đó thì coi như là
có thể nghi ngờ có bị hen, hoặc là COPD luôn nha, chứ không phải là chỉ có hen không, COPD nó cũng sẽ có những test giống giống như vậy. Và COPD thường thường là người ta sẽ đi kèm theo cái gì các chị biết không? Nhiễm trùng hô hấp. Những người COPD thường là nam giới có tiền sử hút lá, lớn tuổi và có nhiễm trùng hô hấp. À, và người ta còn có chụp X quang phổi để kiểm tra. Còn hen thì mấy cái đó chính là chủ yếu là dùng cái test này. Và để cho kết quả chính xác, người ta yêu cầu bệnh nhân là trong vòng khoảng bao nhiêu 15 giờ tới khoảng 4 giờ thì nên ngưng các cái thuốc giảm phế quản để tránh bị dương âm tính giả. Tại vì mình đang những thuốc giảm phế quản rồi còn xịt thêm nó đâu ảnh hưởng gì đâu, nó không có thay đổi khác biệt giữa trước và sau khi xịt. Nên trước khi thực hiện cái test này yêu cầu là ngưng, nếu có sử dụng thì ngưng sau 3, ngưng ra 3 ha. Rồi ngoài những cái test này ra thì có một số test khác nữa, ví dụ như test đo dao động quá mức trong khi đo lưu lượng định ha, thường là 2 lần trong một ngày liên tục khoảng 2 tuần. Thì cái này là có cái dụng cụ đo lưu lượng định ha, bệnh nhân sẽ thổi hết mức ha, chỉ số nó vọt lên ở chỗ nào thì ghi lại và lặp lại 3 lần như vậy, làm ngày 2 lần, lưu ghi nhận lại giá trị trung bình, ghi nhận lại giá trị lớn nhất và giá trị trung bình, ghi nhận lại giá trị lớn nhất và cứ theo dõi ghi vào cuốn sổ, theo dõi chỉ số BAS, chỉ số lưu lượng định này suốt trong ngày tuần. Thì chỉ số cái test mà đo dao động quá mức trong khi của FBS, cái test mà đo BAS này thường chủ yếu là để giúp đánh giá cái kiểm soát hen thôi, chứ nó không có ý nghĩa nhiều trong chẩn đoán. Chẩn đoán những cái test đầu tiên là quan trọng nhất thôi. Ngoài ra người ta còn có thể làm những test đánh giá chức năng phổi, hoặc là test vận động dương tính, hoặc là test kích thích cái quả dương tính. Thì cái này á nó thuộc về chuyên môn sâu của cái điều trị này rồi, không có quan tâm nhiều cho nó. Rồi còn thuốc điều trị thì sao? Thuốc điều trị thì các chị sẽ nhấn mạnh là hai cái thôi, đó là NSAID và beta blocker. NSAID và beta blocker. NSAID là cơ chế của nó là ức chế cấp, đúng không các anh chị? Ức chế cấp thì sao? Thì liên quan gì tới hen? Lớp xanh tạo ra glucogen làm co thắt bên trong tiết phế quản. Còn beta blocker thì nó đối kháng thuộc thể beta, cho nên nó sẽ làm giảm cái tác động của beta 2 adrenergic ở trên đường dẫn khí, nó làm cho co thắt bên trong tiết phế quản, được không? Thì đó chính là hai cái thuốc này. Nhưng mà các chị lưu ý nha, NSAID là NSAID không chọn lọc, NSAID không chọn lọc thì cái nguy cơ nó cao hơn là NSAID chọn lọc. Beta blocker, beta blocker thế hệ cũ không chọn lọc thì nguy cơ nó cao hơn. Những cái thuốc như là nebivolol thì ít bị nha, những cái thuốc mà dễ bị là lorazepam hay là các cái thuốc thế hệ cũ hơn như là atenolol. Còn những cái thuốc mới như bisoprolol hay là nebivolol thì cái nguy cơ gây co thắt cơ trên cái quả nó cũng có nhưng ít hơn. Còn kháng sinh á thì nó không gây co thắt cơ trên cái kết quả, nhưng mà một số trường hợp bị dị ứng kháng sinh thì bệnh nhân cũng có khả năng bị khó thở, bị co thắt cơ trên cái kết quả. Nhưng mà cái trường hợp kháng sinh thì nó ít thôi, nhưng mình có thể bỏ qua, không còn quan tâm. Rồi đó là phần thông tin khách quan. Như vậy thông tin khách quan, mình tìm hiểu thông tin khách quan nhằm mục đích gì các anh chị? Đánh giá gì? Mục đích của cái việc mà ghi nhận thông tin khách quan để làm gì? Lấy giá của hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chủ yếu là nó đến từ phần thuốc. Ví dụ như mình muốn đánh giá cái nguyên nhân của nguy cơ thì mình dựa lên chủ quan, và mình kết hợp một phần thuốc đang điều trị bệnh nhân nữa nếu có, thì giúp xác định cái nguyên nhân của nguy cơ. Nhưng mà cái quan trọng nhất của các phần học tính khách quan này đó là đưa ra các bằng chứng để xác định coi là bệnh nhân có bị hen hay không. Cái phần thông tin chủ quan chỉ xác định nguyên nhân của tố nguy cơ thôi. Nhưng nếu vào trong đề bài người ta hỏi các chị là nêu dẫn chứng, nêu bằng chứng hay là dựa vào đâu để các chị kết luận bệnh nhân là bị hen cấp, hen mạn,
kiểm soát hay cái kiểm soát là chị dựa vào chủ yếu của phần không thể khách quan. Chị sẽ đưa ra những nhận chứng A, B, C gì đó và những kết luận. Được không? Rồi ha. Rồi bây giờ mình vô phần thứ ba là phần assessment, đánh giá. Thì các bạn cũng biết rồi, assessment đánh giá cái gì? Thứ nhất là người ta sẽ xác định các vấn đề bệnh lý của bệnh nhân theo tính cấp thiết, từ ít tới, xin lỗi, từ cao tới thấp. Tức là cái nào cấp thiết thì đưa ra trước và xử trí trước, cái nào ít cấp thiết hơn thì đưa ra sau và xử trí sau, đúng không? Rồi sau đó các chị sẽ tiến hành đánh giá điều trị. Đánh giá điều trị coi là với cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân như vậy thì bệnh nhân có thuốc điều trị bệnh lý này hay chưa. Nếu mà có rồi thì cái thuốc điều trị bệnh lý này đó, bệnh lý hen đó, nó có phù hợp hay không. Nếu nó khó phù hợp thì mình giữ nguyên, nếu nó không phù hợp thì mình thay đổi, được không? Thì đây chính là cái nhiệm vụ của phần đánh giá. Ha, thứ nhất nhắc lại, xác định vấn đề bệnh lý và xác định tính cấp thiết. Thứ hai là đánh giá coi là cái với tình trạng bệnh lý đó, với tình trạng hen này thì thuốc đã có hay chưa. Chưa có thì đưa ra thuốc điều trị. Có rồi thì đánh giá coi là nó phù hợp hay không, đúng hay sai, có tốt hay không. Chưa tốt, chưa đúng hoặc là sai thì mình đưa ra thuốc mới. Còn ok hết rồi, ổn hết rồi thì mình giữ nguyên. Ha, rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì trong phần đánh giá đây? Mình sẽ coi cái đặc điểm sinh lý của bệnh nhân, mình coi đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân, mình coi các vấn đề hiện tại mà bệnh nhân đang mắc phải, mình coi sự đáp ứng thuốc, sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân, mình coi cái cơ sở khoa học. Cơ sở khoa học ở đây chính là các cái guideline, các cái hướng dẫn, hay nói cách khác là cái slide mà các chị sẽ học ngày hôm nay ấy. Mình dựa những cái đó để mình đánh giá coi là cái điều trị hiện tại của bệnh nhân là phù hợp hay chưa phù hợp. Phù hợp hay chưa phù hợp và đánh giá cho những tiêu chí nào. Thứ nhất, dạng bào chế. Bệnh nhân là bị hen thì bệnh nhân này được sử dụng thuốc giãn cách chưa, hay là bệnh nhân đang dùng thuốc giảm uống như vậy. Hàm lượng cái thuốc đó với hàm lượng như vậy là phù hợp hay chưa. Chỉ định, ví dụ như còn tiêm một ít, chỉ định cho hen là đúng hay sai. Từ thích thì vậy là chỉ định đúng hay sai. Hay là theophylline, người ta dùng theophylline cho bệnh nhân thì là đúng hay sai. Đó, ví dụ như vậy. Cách dùng, giờ thì cách dùng, xịt, xịt như thế nào, đúng không? Xịt như thế nào, liều dùng. Với cái mức độ hen như vậy thì mình dùng một nhát một ngày là đúng hay sai, hay là phải tăng 2-3 nhát một ngày. Tác dụng phụ, bệnh nhân có đang gặp phải những tác dụng phụ nào mà liên quan tới thuốc điều trị hen hay không? Nếu có thì mình sẽ phải đưa ra hướng để khắc phục tác dụng phụ đó. Còn nếu không thì thôi. Nè, đó. Rồi. Rồi các chị hiểu kiểu tới đây chưa? Chị hiểu theo kiểu tới đây chưa? Kiểu tạm được. Cái kia được không? Thế dưới đơn vậy? Được không? Rồi ha. Rồi, bây giờ hồi nãy mình nói hen này có 3 loại đúng không? Hen, hen cấp, hen mạng, hen mạng thì chia làm 2 loại nhỏ là mạng kiểm soát và mạng chưa kiểm soát đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đưa vào đánh giá trước là cái tình trạng hen cấp đi. Bây giờ nếu bệnh nhân bị hen cấp thì gần như tôi đã hoặc tất cả các trường hợp ca lâm sàng các chị bệnh nhân đều có hen cấp hết đó. Đúng không? Thì nhập viện mà. Nhập viện là có nghĩa là không thể kiểm soát được bằng các thuốc bình thường rồi thì đó là hen cấp đó. Hay mà đã có hen cấp thì chắc chắn có hen mạng. Mà thường lên cơn hen cấp thì thường là hen mạng nó sẽ là không kiểm soát. Cho ai mà hen mạng kiểm soát tốt còn bị hen cấp là ít đó. Ha. Thì bây giờ có hen cấp thì mình làm sao? Đầu tiên là mình phải đánh giá mức độ nặng của cái đợt cấp này. Coi là cái hen cấp này là mức độ nào. Ha. Đánh giá mức độ nặng của đợt cấp. Đó là cái bước mà các chị phải bắt buộc phải làm cho bằng được. À. Và đánh giá mức độ, cái mức độ nặng của đợt cấp này thì nó dựa vào các cái tiêu chí. Thứ nhất là mức độ khó thở này, à, nhịp thở này, nhịp tim này, SpO2 này, và
chức năng thông khí ở phổi lưu được bệnh, hay nói cách khác là gì, bó khí ha, dựa cái bó khí được chưa. Rồi thì cái mà tôi khoanh tròn những các anh chị trên slide là cái các chị phải làm. Còn hai cái vị trí tiếp theo là đánh giá nguyên nhân khác của việc khó thở, sắp xếp chuyển bệnh nhân tới cơ sở cấp cứu, thì cái này chỉ là cái lý thuyết mà các chị biết vậy thôi, chị không có thi cái này. Cái này là dành cho bác sĩ, nhân viên y tế làm tại bệnh viện, người ta sẽ thực hiện. Còn đối với việc học của mình thì mình chỉ lưu ý cái tiêu chí đầu tiên này, đó là đánh giá mức độ. Rồi sau khi đánh giá mức độ xong thì mình đưa ra hướng điều trị. Thì cái hướng điều trị chung cho cái tình trạng hen cấp, đó là đầu tiên mình phải cho thở oxy, phải thở oxy trước cái đã ha. Và để thở oxy nhằm duy trì cái mức SpO2 nằm trong khoảng từ 93-95% đối với người trưởng thành. Thì khỏi học thì không thích cũng được, không thích cái gì nào có con nhỏ hay là có người thân cũng quan tâm thì nó là từ 94-98%. Nhưng mà trẻ, người được 12 tuổi trở lên và người trưởng thành thì 93-95%, bệnh thi cũng từ người lớn thì không thích, con thích thì cũng không cần quan tâm lắm. Rồi sau khi thở oxy xong, xong cái thở oxy thì phải cho dùng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. Giãn phế quản tác dụng nhanh này thường là SABA, gần như tất cả các trường hợp là SABA, có là thường gần như tất cả trường hợp là SABA, có thể là phối hợp thêm cái ibuprofen robic, tức là SABA để tập trung. Và cái cách sử dụng thì có thể là tùy theo cái mức độ hen, có thể là người ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng bình xịt định liều một cách bình thường, hoặc là bình xịt định liều kèm theo bù đệm, hoặc là sau khi dùng tùy theo cái mức độ đáp ứng của bệnh nhân cũng như cái mức độ tỉnh táo của bệnh nhân. Ví dụ như một người mà họ thuộc cái dạng họ mơ mơ màng màng thì không thể nào bắt họ hết được, mà bắt buộc mình phải xong đúng không. Còn một người họ đang tỉnh táo, họ chỉ bị lên cơn hen nhẹ thôi thì mình có thể cho họ xịt, hoặc là cho họ sử dụng bù đệm. À, rồi tiếp theo sau khi sử dụng SABA thì mình phải sử dụng corticoid từ toàn thân. Corticoid từ toàn thân này thì nếu người ta còn tỉnh táo bình thường thì không cho dùng uống corticoid. Còn nếu mà bắt đầu một cái dạng như là nặng rồi, hen nặng và bắt đầu mê man rồi đó, người ta tiêm corticoid. Và sau khi dùng được toàn thân uống và tiêm tại bệnh viện xong thì corticoid phải được tiếp tục duy trì liên tục trong 5-7 ngày kế tiếp dưới dạng đơn thuốc xuất viện, tức là về nhà rồi vẫn sẽ được sử dụng một cái viên giãn này. Rồi còn corticoid giãn hít khí vô thì cái này hên xui nha, cái này có thể được sử dụng hoặc là không sử dụng, cái này tùy. Rồi vì đã cho nói các chị những người có hen cấp thì chắc chắn phải có hen mạng đúng không, thì sau khi đã xử trí cái hen cấp tại bệnh viện thì khi về nhà phải tiếp tục kiểm soát cái hen mạng. Vì để kiểm soát cái hen mạng thì người ta phải tiến hành người ta nâng bậc điều trị hay là tăng liều điều trị của các thuốc kiểm soát hen mạng lên trong 2-4 tuần lễ. Tăng bậc như thế nào, nâng bậc như thế nào rồi mình sẽ nói ha. Còn nếu mà người đó mới tới bệnh viện lần đầu, mới phát hiện hen lần đầu thì phải bắt đầu liệu pháp điều trị có một cái đường hít bệnh nhân. Rồi kháng sinh, kháng sinh chỉ được sử dụng nếu cái hen cấp của bệnh nhân nó đi kèm với cái nền bị nhiễm trùng hô hấp, tức là bệnh nhân có viêm họng, bệnh nhân có viêm phổi, bệnh nhân có viêm xoang, bệnh nhân có viêm phế quản kèm theo cái hen thì người ta mới sử dụng kháng sinh. Chứ nếu chỉ là một cái hen bình thường không có biểu hiện nhiễm trùng thì người ta không nên kháng sinh nha. Rồi đánh giá đáp ứng, đánh giá cái đáp ứng của bệnh viện điều trị liên tục theo dõi bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng thì chuyển đến các cơ sở cấp cứu hoặc là phòng ICU. Rồi và này các chị đọc thôi nha. Bây giờ mình qua cái slide này, cái slide này nhìn thấy nó ghê vậy thôi nhưng mà các chị chỉ học một nửa thôi. Ở đây mình có hai cái bảng cái gì đôi ra nha. Đây nhìn thấy có đường màu đỏ ở giữa, cái cột bên trái là cái cột xử trí hen cấp tại các
bệnh viện, cơ sở, các cơ sở y tế, cơ sở các cái phòng khám và các bệnh viện cơ sở. Còn cái cột bên tay phải là cái cột xử trí khẩn cấp cho những trường hợp bệnh nhân nhập cấp cứu ICU. Thì thật ra đối với mình, dù tôi yêu cầu các chị học cho tôi cái bên trái này là đủ rồi. Cái bên phải thì mình sẽ bổ sung cho một số ý cho bên trái thôi, chứ cũng không có bắt buộc phải học cả hai. Các chị chỉ cần học dùng một cái bên tay trái là đã đủ cho các chị rồi, đủ để làm bài thi rồi. Còn cái bên tay phải thì người nào thích thì học thêm. Cái này lấy từ cái hướng dẫn kiểm soát hen, điều trị hen của Bộ Y tế năm 2019. Các chị nào thích thì có thể mở cuốn nó ra đọc thêm file trên bàn bài nữa ha. Còn không thì coi trong này cũng được. Bây giờ mình coi nha. Nếu một người được có chẩn đoán hen cấp thì việc đầu tiên là gì? Việc đầu tiên là gì các chị? Việc đầu tiên các chị làm là gì? Đánh giá, phân loại cấp độ hen. Đúng không? Đúng không các anh chị? Đánh giá phân loại cấp độ hen ở đây có bao nhiêu cấp? 3 cấp. Hen cấp mức độ nhẹ trung bình nó gom như một cấp này. Hen cấp nặng nó gom như cấp thứ 2. Và hen cấp đe dọa tử vong là cấp thứ 3. Làm sao mình biết được bệnh nhân thuộc cái cấp độ nào? Là dựa vào cái triệu chứng được liệt kê trong cấp độ đó. Nếu một người nói từng từ, nói từng động từ, thích ngồi phân nặng, tức là không có nặng, không có nặng, không bị kích động, không bị kích động ở đây có nghĩa là không lo lắng, không buồn chồn, không sợ hãi, nói chung là bình tĩnh, còn bình tĩnh á, rồi nhịp thở người đó có thể tăng, nhưng bệnh nhân không có hiện tượng co kéo hay là sử dụng các cơ hấp thụ. Cơ hấp thụ là cơ gì? Cơ hoành là cơ chính, cơ liên sườn nha, cơ liên sườn. Nhịp tim bệnh nhân tăng trong khoảng từ 100-120 lần trên phút. Độ bão hòa oxy SpO2 á từ 90-95%. Lưu lượng đỉnh lớn hơn 50% dự đoán hoặc tốt nhất. Chỗ cái lưu lượng đỉnh lớn hơn 50% dự đoán hoặc tốt nhất thì các chị hiểu như thế nào đây? Lưu lượng đỉnh lớn hơn 50% dự đoán hoặc tốt nhất các chị hiểu như thế nào? Các anh chị này có cái slide của cô Hà giải cái bài hen không? Dự lâm sàng lên cao có ở nhà rồi hả? Thì các chị về chị coi nha. Ở đây hôm nay không có thì về nhà coi. Cho cái slide này ở chút chuyện cái file này cho chị không? Cái slide số 16 cái nè, bây giờ chị mở lên chị coi. Rồi, chồng cái slide mà chồng lên á. Chồng lên đi mà. Cái slide rồi hôm nay được chưa? Rồi thì cái slide này á, cái chữ mà lưu lượng đỉnh lớn hơn 50%, cảm ơn chị, lưu lượng đỉnh lớn hơn 50% dự đoán hoặc là giá trị tốt nhất có nghĩa là sao? Trong khi thi, trong làm bài hoặc là sau này các chị lỡ có đi thực tế bệnh viện á, các chị có thấy cái lưu lượng đỉnh có thể ta ghi hai kiểu, một là ta ghi dạng lít hoặc là ml, hai là ta ghi dạng phần trăm. Nếu là ta ghi dạng phần trăm thì các chị chỉ việc lấy con số chị so với con số 50 thôi, hiểu không? Rất là dễ. Nhưng những trường hợp mà ta ghi như dạng là lít thì sao? Thì các chị sẽ phải tìm, thì cái con số đó chính là con số thực tế của bệnh nhân. Vậy làm sao mình quy đổi ra phần trăm? Mình sẽ phải tìm cái con số lưu lượng đỉnh lúc bình thường của bệnh nhân hoặc là tiêu chuẩn của bệnh nhân. Thì con số lưu lượng đỉnh tiêu chuẩn là các chị dựa cái slide đó nói các chị á. Lưu lượng đỉnh tiêu chuẩn có một đối tượng để dựa vào 4 yếu tố để xác định. Trong cái slide đó là gì đây? Thứ nhất là tuổi, giới, chủng tộc và chiều cao.
được không? Nó sẽ xét và nó xác định được cái lưu lượng điện bình thường của đối tượng đó. Các chị lấy lưu lượng điện thực tế trong cái đơn của các chị chia cho cái lưu lượng điện đó, thì nhân cho 100%, lấy con số đó so với con số 50, thì đó chính là 50% so với dự đoán tốt nhất, hoặc là gì đó, dùng cái cụm từ gì quên rồi, dự đoán hoặc là tốt nhất, được không các chị? Chị hiểu cái này không? Mình vô cái phần mềm nào thầy hả? Vô phần mềm cũng được, vô phần mềm PDF cũng được, các chị nhập giá trị, hoặc là vô cái phần mềm PDF á. Cái này ở trong cái hướng dẫn. Cái phần mềm này như là trong Netscape cũng có. Tôi quên một cái chỗ trang mềm. Vô đây cũng được nè. Ở trong cái slide của Hà cũng có thêm một cái phần mềm để chẩn đoán nữa. Và như là ở trong cái slide của Hà đây thầy. Thì trong cái slide của Hà nó có một cái phần mềm nữa ha, các chị coi cho nó luôn. Coi có hai cách đó, các chị làm sao các chị làm ha, muốn làm cách nào cũng được. Thôi, có gì các chị hỏi lại cô Hà cái link, cái đường link nha. Rồi, được chưa? Đó là cái 50% lưu lượng tốt nhất. Thì đó là hen nhẹ trung bình nha các chị. Hen nặng thì sao? Hen nặng là nói từng từ, ngồi khom phía trước, đó là ngồi của bệnh nhân, thì ngồi chú phía trước. Tại sao ngồi chú phía trước? Để khó thở đó, khó thở ngồi chú phía trước. Đó là lý do tại sao mà những người mà họ bị Covid, người ta phải nằm sấp để nó dễ thở. Ha, chú phía trước. Rồi, nhịp thở trên 30 lần một phút. Cơ hô hấp phụ co kéo, đó là có hiện tượng sử dụng các cơ liên sườn. Nhịp tim trên 120 lần phút, độ oxy dưới 90%, lưu lượng đỉnh nhỏ hơn 50%, dự đoán hoặc là giá trị tốt nhất. Còn he cấp độ nặng, tử vong, cấp độ đe dọa tử vong là gì? Là buồn ngủ, bệnh nhân có những biểu hiện buồn ngủ, suy giảm nhận thức, lẫn lộn, lú lẫn, ngực tim đập. Vậy thì nếu bệnh nhân rơi vào những cái triệu chứng nào thì mình xếp được vào cái cấp độ he, cấp đại, trung bình, nhẹ hay là tử vong. Nhưng mà sẽ có một số trường hợp bệnh nhân bị lẫn giữa hai cấp độ. Bệnh nhân bị lẫn giữa hai cấp độ. À, có những trường hợp người ta nói từng cụm từ, nhịp thở cho ta tăng nhưng mà huyết, nhưng mà nhịp tim người ta trên 120 lần. Lưu lượng đỉnh người ta 90% nhưng mà độ hợp oxy người ta dưới 90%. Như vậy thì làm sao? Giả sử như mình có bị lẫn lộn giữa hai cấp bậc thì sao? Thì mình sẽ ưu tiên cấp bậc nào cao hơn ha. Rồi, rồi, đó là xác định cấp bậc hen cấp. Sau khi xác định cấp bậc hen cấp thì mình sẽ xác định cách xử trí. Thì cái xác định cách xử trí á, thì đối với hen nhẹ và trung bình thì mình xử trí như thế nào? Mình sẽ cho bệnh nhân sử dụng SABA, xịt 4 đến 10 nhát thông qua bình xịt định liều hoặc là kết hợp bình đệm, lặp lại mỗi 20 phút trong 1 giờ. Có nghĩa là sao? Ban đầu khó thở, xịt từ 2 đến 4 nhát, đúng không? Xịt 4 nhát, 20 phút sau không đỡ, xịt lặp lại 4 nhát nữa, 20 phút sau không đỡ, xịt lặp lại 4 nhát nữa, và gọi cấp cứu. Nói chung là chỉ làm được tối đa 2-3 lần như vậy thôi, được không? Phải gọi cấp cứu nếu mà không cải thiện. Nhưng mà các chị lưu ý đó là lý thuyết thôi, đúng không? Thực tế là thở phải là lên cơn khó thở là hoảng loạn mà nhập viện rồi, nhìn thấy nó mà ngồi đó mà sịt, đúng không các chị? Đúng không? Giờ thở cái khó thở cái là nhập viện rồi, quán nhập viện rồi, không ai mà rảnh mà ngồi đó mà chờ đâu ha. Cho nên cái này cũng chỉ là lý thuyết thôi. Rồi, SABA tiếp theo là dùng corticosteroid. Corticosteroid thì có thể là mình dùng liều tối đa là 50 đối với người lớn hoặc là 40mg một ngày đối với trẻ em ha. Rồi, xem xét sử dụng corticosteroid dạng thích khi dùng. Sử dụng oxy có kiểm soát, tức là thở oxy để duy trì cái định SpO2 từ 93-95% của người trưởng thành. Thì cái này các chị, cái cách xử trí này là có thể áp dụng tại các cơ sở y tế địa phương,
hoặc bệnh viện cơ sở, hoặc thậm chí là có thể áp dụng tại nhà. Nếu mà người đó không đủ điều kiện để nhập viện gấp thì cũng có khả năng áp dụng tại nhà. Những người ở vùng sâu vùng xa mà họ có điều kiện, thôi dù họ hay mua thuốc được, họ xịt được thì họ không có tới bệnh viện kịp á, thì có thể sử dụng những cái bước này để tạm thời chờ đợi, trong thời gian chờ đợi xe cấp cứu thôi nha. Rồi còn nếu mà mức độ nặng có đe dọa tính mạng thì sao các chị? Thì bắt buộc phải chuyển đến cơ sở cấp cứu hoặc là bộ phận ICU. Và trong quá trình chờ đợi chuyển tới như vậy thì cũng phải sử dụng K3, cũng phải sử dụng oxy, cũng phải sử dụng corticoid hoặc phân. Được không? Chị định vô được nha. Rồi, nếu mà tới cái cơ sở y tế ở mức độ hen nặng trở lên thì người ta bên cạnh cái việc sử dụng SAPA thì người ta sẽ chuyển qua SAPA dạng xong ví dụ. Ở mức độ nặng người ta không còn hít và bình xịt định liều nữa, sẽ chuyển qua xong ví dụ SAPA. Người ta có thể phối hợp thêm Ipratropium Bromid. Người ta có thể phối hợp thêm Ipratropium Bromid. Người ta có thể cọt cây con ít đường tiêm tĩnh mạch. Thay vì dùng đường uống thì ta phải dùng chuyển dùng đường tiêm tĩnh mạch đối với những loại hen cấp mức độ nặng trở lên. Người ta có thể xem xét tiêm thêm magie tĩnh mạch để làm tăng và trình giãn cơ trên cái khoảng ra. Rồi đó là những cái mà có thể làm thêm nếu mà hen cấp mức độ nặng trở lên. Rồi khi thực hiện các bước điều trị này, người ta sẽ phải liên tục đánh giá bệnh nhân, đánh giá chức năng phổi, chức năng hô hấp, triệu chứng cũng như là các cái biểu hiện của bệnh nhân ít nhất là trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ đồng hồ. Nếu bệnh nhân cải thiện sau 1 giờ đồng hồ thì coi như là tình trạng bệnh nhân đã xuống thang rồi, bình thường rồi ha. Còn nếu mà sau 1 giờ đồng hồ bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì một là chuyển lên cấp điều trị cao hơn nếu mình đang ở cấp cơ sở, hai là mình tiếp tục lặp lại các bước điều trị như trước đây. Nếu đã ở cấp ICU hay là bệnh viện khoa cấp cứu thì tiếp tục lặp lại. Rồi nếu mà giả sử như bệnh nhân cải thiện sau 1 giờ thì mình sẽ xem xét đánh giá để cho xuất viện. Thì những tiêu chí để đánh giá để cho xuất viện là gì? Triệu chứng cải thiện nè, không xài SAPA nữa, lưu lượng đường tăng lên từ 60-80% so với cái ngưỡng tốt nhất, độ bảo hòa oxy trên 94%, và khả năng chăm sóc y tế tại nhà đầy đủ. Thì thật ra cái này á, nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Muốn xuất viện về thì đương nhiên tuần thì còn nhiều yếu tố lắm, bệnh nhân nhiều khi thấy khỏe hẳn người ta mới dám cho xuất viện, chứ không phải chỉ mới khỏe cái là bạn đi liền cho không có, cũng phải nói cả một tiếng, chứ thật ra cũng phải ở cả ngày á, cả buổi á người ta mới dám cho xuất viện, chứ không phải là ta cho xuất viện liền đâu. Nên cái này cũng chỉ là lý thuyết thôi. Và cái nguồn lực tại nhà đầy đủ thì thật ra nguồn lực tại nhà không đủ người ta cũng phải cho xuất viện. Tại vì phải cho vừa chỗ cho bệnh nhân khác vô nữa nếu bệnh viện nó quá đông. Còn nếu mà giả sử có tiền thì sao? Ở qua đêm cũng được, cả hai cũng về. Đúng không các anh chị? Cái này cũng chỉ là tương đối thôi. Rồi khi đi về thì bắt buộc phải sử dụng một cái đơn thuốc để điều trị cái đợt cấp. Thì đơn thuốc này gồm có cái gì? Thứ nhất là các cái thuốc giảm triệu chứng, tức là các thuốc cắt cơn sử dụng khi cần. Thứ ba đó, thuốc kiểm soát cơn hen, tức là thuốc ngừa cơn. Thì lúc này thuốc kiểm soát cơn hen, một nếu đang sử dụng thuốc kiểm soát cơn hen rồi á, thì bây giờ mình nâng bật lên, mình nâng bật điều trị lên. Còn nếu chưa sử dụng thì bắt đầu sử dụng. Và đọc tiên có ít đường uống dùng ngắn ngày trong 5-7 ngày. Được không các anh chị? Đây là đơn thuốc điều trị sau khi xuất viện khỏi đợt cấp. Được không? Cái quá trình mà người ta nâng bật điều trị này nè có thể kéo dài cả tháng, thậm chí 3 tháng người ta mới bắt đầu người ta đánh giá để nhẹ bật. Tức là nâng luôn á, nâng 3 tháng luôn á, rồi sau đó người ta mới đánh giá lại để nhẹ bật. Còn cái corticoid người ta chỉ dùng cho một tuần lễ thôi. Rồi, được chưa? Đó, xong rồi đó. Đó là xong phần kiểm soát hen cấp. Bây giờ mình qua kiểm soát hen mạng. Qua này
là hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế năm 2019-2020. Và slide này rất rắc rối, cho nên bỏ khỏi học. Nó còn quá. Mình học cái dễ thôi, mình học cái slide này đâu. Slide này mặc dù là tiếng Anh nhưng nó rất dễ, cực kỳ dễ, dễ hơn cả cái điều trị hen cắt nữa nha. Nó điều trị nó còn dễ cả điều trị hen cắt luôn á. Thì điều trị hen mãn tính này nghĩa là sao? Người ta sẽ xác định cái bậc điều trị của bệnh nhân. Điều trị hen mãn tính, cái việc đầu tiên là người ta sẽ xác định cái bậc điều trị của bệnh nhân. Rồi sau đó, sau khi xác định cái bậc điều trị rồi, người ta sẽ tiến hành, người ta lựa chọn hai cái con đường điều trị. Lựa một trong hai con đường. Con đường số 1 và con đường số 2. Con đường số 1 người ta còn gọi là con đường 2 trong 1, có nghĩa là thuốc cắt cơn và thuốc ngừa cơn nằm trong một dụng cụ duy nhất. À, có tơ lụa đâu? Không có tơ lụa đâu, thì không có ở tơ. Rồi, con đường số 1 là con đường dùng cái bình này, tức là dùng những cái phần, những cái chế phẩm mà có budesonic và phosphoteron. Tại sao? Tại vì phosphoteron nó có thể cắt cơn được, nhưng nó cũng có thể ngừa cơn, thì nó là la ba mà khởi phát tác động giảm cái phản nhanh à. Và trong cái này nó cũng có corticoid nữa, nên nó có thể dùng ngừa cơn, nó có thể dùng để cắt cơn luôn à. Cái bình này là bình cổ rồi, bình bộ công an vừa mua một cái loại bình mới trên thị trường hiện nay, nó cũng của hãng dược AstraZeneca thôi, nó cũng có hoạt chất y chang vậy thôi, nhưng mà cái dạng là dạng xịt ha, nó là dạng xịt. À, cái bình đó, cái tên tiếng Anh của bình đó là bình Rabin-Haller. Các chị nào từ nhà chị chắc máy tính các chị á, Rabin-Haller ha, Rabin-Haller thì chắc cái tên này đó là bình của AstraZeneca luôn, và nó cũng có hoạt chất y chang của bình này. Cái bình này nó cũng là cái bình con đường số 1 đó, nhưng mà cái bình này thì ít sử dụng, thì sao thích mệt lắm, lên cơn hen mà cầm bình này hết nổi đâu, rất mạnh á. Còn bình đó là cái bình y chang của bình này là sẩm phát thì vô à, cho nên người ta thích cái bình này hơn. Rồi, đó là con đường số 1. Còn con đường số 2 là con đường cổ điển. Con đường số 2 con đường cổ điển nghĩa là sao? Hai bình riêng biệt. Lấy bình một tiếng nha tôi. Lấy một bình, lấy hai bình một tiếng. Ba cái, hai cái thôi. Hai kia giống nhau mà. Có cái giống nhau. Rồi, đây. Rồi, cái bình con đường số 2 là có cái bình mà sử dụng một bình cắt riêng biệt và một bình ngừa riêng biệt. Có thể bình ngừa bình này hoặc là bình này à, nhưng mà là hai bình riêng biệt. Đó là con đường cổ điển. À, con đường đó là được thống trị bởi hãng dược GSK, cái này toàn là của GSK. Còn con đường số 1 là của hãng dược AstraZeneca. Rồi, vậy thì bây giờ mình muốn xác định cái bậc điều trị mình dựa vào đâu để mình xác định. Nhớ nha, bậc điều trị chứ không phải là bậc hen nha, không có khái niệm bậc hen nha các chị. Hen nó có khái niệm bậc hen, nhưng mà cái bậc hen mà nó xác định sau khi đã có bậc điều trị một thời gian rồi thì nó mới xác định bậc hen. Nó ngược á, trước giờ mình nghe là bậc điều trị, bậc cái gọi là mức độ của bệnh ta xác định trước đúng không? Mức độ bệnh ta xác định trước rồi ta mới đưa ra thuốc điều trị. Nhưng mà ở đây ngược lại, hen nó xác định bậc điều trị trước, nó đưa ra thuốc điều trị trước, rồi một thời gian sau nó mới bắt đầu xác định cái bậc của cái hen ha. Rồi bây giờ mình coi nha, nếu muốn xác định bậc điều trị thì người ta sẽ dựa vào thuốc đang dùng, triệu chứng. Người ta mà dựa vào cái mức độ triệu chứng. Có một nói các chị thế này nó hơi khó nhìn nên tôi đổi qua cái màu khác các chị. Màu cái bùi hình dáng đen một đống hình này. Đây tôi đổi qua cái này là màu đỏ he, và cái này này tôi đổi qua màu sáng. Đây ha, nhìn nó sẽ dễ hơn và nó cũng theo dõi hơn. Ở lúc làm cái tay tôi thích màu này, tôi không có chọn màu đất màu.
mà làm xong thì các bạn nó hay quá. Tính ra muốn nghe vui nha. Rồi. Rồi, chị thấy nó rõ hơn rồi ha. Vậy thì để mà xác định cái bậc điều trị thì người ta phải dựa vào triệu chứng của bệnh nhân. Triệu chứng nó chia làm hai kiểu, là triệu chứng ban ngày và triệu chứng ban đêm. Triệu chứng ban ngày nếu mà dưới tần suất xuất hiện triệu chứng ban ngày dưới 4 đến 5 ngày trong một tuần. Triệu chứng ít hơn 4 đến 5 ngày trong một tuần. À, và dưới 2 lần một tháng thì đó là bậc điều trị số 1. Cho cả hai đường nha. Bậc điều trị số 1. Triệu chứng ban ngày dưới 4 đến 5 lần trong một tuần thì đó là bậc điều trị số 1. Bậc điều trị số 2. Bậc điều trị số 2 là cái triệu chứng ít hơn 4 tới 5. Bậc điều trị số 2. Bậc điều trị số 2 là cái triệu chứng ít hơn, triệu chứng ban ngày á, ít hơn 4 tới 5 ngày trong một tuần, nhưng mà nó nhiều hơn 2 lần trong một tháng. Là bậc điều trị số 2. Nhắc lại, ít hơn 4 đến 5 ngày một tuần nhưng mà nhiều hơn 2 lần một tháng. Bậc điều trị số 2. Bậc điều trị số 3 là triệu chứng hầu hết các ngày trong tuần, có nghĩa là 5 tới 6 ngày trong một tuần đó. Hoặc là bệnh nhân không có triệu chứng ban ngày nhưng mà có thức giấc ít nhất một đêm một tuần do triệu chứng của hen. Thức giấc ít nhất một đêm một tuần, hay thức giấc ít nhất một lần một đêm, một lần một tuần thì chỉ ghi là một lần một tuần, là nhiều khi đêm thức giấc hai ba lần. Ít nhất một lần một tuần do triệu chứng của hen thì nó là hen. Bậc điều trị là bậc ba. Bậc bốn là triệu chứng ban ngày xuất hiện tất cả các ngày trong tuần, hoặc có thức giấc về đêm do hen ít nhất một lần một tuần, kèm theo suy giảm chức năng phổi, chức năng hô hấp, suy giảm cái hô hấp khí, đó là bậc điều trị số 4. Chỉ xác định 4 bậc điều trị thôi, không chơi bậc 5. Bậc 5 mình sẽ nói sao, bậc 5 thì nó hơi rắc rối, thì bậc 5 mình sẽ nói sao nha các chị. Chị theo kịp không? Theo kịp không lớp? Đọc lại đi thầy. Đọc lại nè, đây nè, bậc 1 nè, step 1 nè, thấy không? Triệu chứng của bệnh nhân ít hơn 4 tới 5 ngày trong một tuần. Step 2, bậc 2 nè, triệu chứng ít hơn, vẫn ít hơn 4 đến 5 ngày trong một tuần, nhưng mà nó nhiều hơn 2 lần trong một tháng. Ha. Bậc 3, triệu chứng hầu hết các ngày, tức là 5 tới 6, 7 ngày, 5 tới 6 thì 7, 5 tới 6 hầu hết các ngày trong tuần, hoặc là bệnh nhân có thức giấc về đêm do hen ít nhất một lần trong tuần, là hen bậc 3, đó xin lỗi, là bậc điều trị bậc 3. Bậc 4, bậc điều trị bậc 4 là triệu chứng có ở tất cả các ngày trong tuần, hoặc bệnh nhân thức giấc ít nhất một lần một tuần về đêm do triệu chứng của hen kèm theo những cái chức năng phổi suy giảm, phổi kém, được không? Thức giấc một ngày. Rồi ha, ta kiểu các anh chị kiểu không, kiểu không. Chịu không vậy? Nhắc lại cho mẹ bậc 4 đi thầy. Bậc 4 là triệu chứng xuất hiện tất cả các ngày trong một tuần, hoặc có thức giấc về đêm do hen ít nhất một lần một tuần,
kèm theo cái thằng phổi kém. Rồi ha, được chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi như vậy thì nếu mà đã xác định được bậc rồi á, thì bây giờ mình coi coi từng con đường một thì bậc điều trị mình sẽ dùng cái thuốc nào ha. Đối với bậc số 1 và 2 ở con đường số 1 nó gom chung. Đối với con đường số 1 có là con đường mà dùng 2 con 1 á, cắt cơ vừa cơ là một dụng cụ á. Thì cái bậc số 1 và bậc số 2 thì nó dùng chung thuốc với nhau, đó là chỉ dùng bình khi cần, chỉ dùng cái bình thuốc khi cần, khi mệt khi lên cơn hen thì dùng không, còn bình thường không có dùng ha. Chỉ dùng cái bình thuốc khi cần, lên cơn hen thì dùng, còn bình thường không có dùng, thì đó là hen. Các bậc điều trị bậc 1 và 2 ở con đường số 1, hỏi tôi giải thích tại sao ha. Rồi, bậc 3 ở con đường số 1 thì nó dùng cái gì các chị? Để cắt cơn thì nó sẽ dùng cái bình, nó dùng cái bình vừa cắt á. Khi cần, tức là khi nào mệt nó hết một nhát, rồi hai nhát. Rồi hàng ngày nó sẽ sử dụng liều thấp của IGF hoặc Voltaren. Tức là cũng là cái bình đó luôn đó các chị. Hàng ngày thì nó sẽ dùng liều thấp của ICS hoặc Monteron hàng ngày. Liều thấp ICS hoặc Monteron hàng ngày. Khi nào mệt thì nó dùng thêm một nhát ICS hoặc Monteron để cắt cơn. Thì đó là bậc 3 của con đường số 1. Liều thấp của ICS hoặc Monteron có nghĩa là liều thấp của ICS nha các chị. Các cái liều thấp của ICS và Monteron là liều thấp của ICS LABA, tất cả đều hẳn chỉ liều thấp của ICS đó. Thằng bọc Monteron hay thằng LABA nó chỉ coi như là một cái bổ trợ, nó không có ý nghĩa về liều ở đây. Ví dụ như các chị thấy amoxicillin mà kết hợp với acid clavulanic thì thằng acid clavulanic nó chỉ có tác dụng bổ trợ thôi, bổ trợ thôi, chứ ý nghĩa về liều nó không có nha. Rồi, bậc 4 theo con đường số 1 là mình sẽ sử dụng liều trung bình ICS hoặc Monteron hàng ngày. Và khi nào mình mệt, mình lấy một nhát ICS hoặc Monteron hết phòng. Được không? Các kiểu không? Đó, con đường số 1 đơn giản vậy thôi. 2 trong 1, vừa cắt luôn. Rồi, con đường số 2 thì sao? Con đường số 2 là con đường cổ điển, con đường số 2 nó rắc rối hơn một tí. Nha, yeah, con đường số 2 nó rắc rối hơn một tí. À, con đường số 2 bây giờ tôi đi coi. Có một cái slide này thì thôi quay lại cái slide đi, bắt công đưa cái slide này các chị nhìn thì rồi mình đọc cái slide này không. Rồi con đường số 2 á thì đối với bậc điều trị số 1 thì người ta sẽ sử dụng ICS bất cứ khi nào sau khi người ta sử dụng SABA. Mà SABA sử dụng khi nào? Khi cần, khi khó thở. Như vậy khi khó thở thì đối với những người mà cái bậc điều trị là số 1, người ta hít SABA xong, người ta hít một nhát ICS. Và chỉ hít một nhát ICS là đã được rồi. Chứ người ta không xài liên tục ICS. Nha các chị. Những cái pháp đồ cũ thì đối với bậc điều trị số 1 này thì người ta dùng SABA thôi, người ta không dùng ICS. Nhưng mà bây giờ người ta bắt buộc phải sử dụng ICS ngay sau khi sử dụng SABA. Tại sao? Tại vì người ta thấy là gì? Nếu mà sử dụng ICS, nếu mà sử dụng SABA đơn độc đó, dù là cấp độ bậc điều trị là số 1 là hen rất là nhẹ thì vẫn có những trường hợp bệnh nhân bị tử vong hoặc lên hen cấp. Tại sao? Tại vì
khi sử dụng Sapa nó sẽ có một đặc tính, đó là nó sẽ có hiện tượng điều hòa xuống các thuốc chủ vật beta adrenergic ở cơ trơn khí phế quản, nó sẽ làm cái số lượng cụ thể beta nó giảm xuống, nó sẽ làm cái lượng cụ thể nó giảm xuống, cho nên số lượng cụ thể beta adrenergic nó giảm xuống thì nó sẽ dễ lên cơn co thắt phế quản hơn những người bình thường. Các chị hình dung được không? Hiểu được cái này không? Cụ thể beta adrenergic là cái cụ thể chịu trách nhiệm để giảm cơ trơn phế quản. Bây giờ mình dùng một thuốc chủ vật nó là mình cường cái việc giãn lên đúng không? Thì cơ thể nó sẽ chống lại cái sự mà thay đổi đó bằng cách nó làm ngược lại. Nó sẽ làm giảm cụ thể xuống. Hiểu không? Và khi nó giảm cụ thể xuống thì khi mà mình không sử dụng thuốc chủ vật thì sao? Nó sẽ co thắt lên trên cái thế quản này. Được không? Đó. Đó là lý do tại sao mà người ta phải sử dụng ICS ngay sau khi sử dụng Sapa. Tại sao? Tại vì khi mình sử dụng ICS ngay sau khi sử dụng Sapa thì ICS sẽ là kích thích biểu hiện các cái cụ thể bên ngoài, nó chống lại cái việc làm điều hòa xuống của cơ thể, nó sẽ duy trì cái cụ thể beta 2 ở một mức ổn định, nó không làm bị mất cái cụ thể beta 2, từ đó nó giảm được nguy cơ bị lên cơn hen cấp. Được không các anh chị? Hiểu cái này không? Đó là lý do tại sao nó nảy ra con đường số 1. Con đường số 1 thay vì mà phải dùng hai cái bình, đúng không? Một bình cắt bình ngừa thì nó dùng một bình vừa cắt vừa ngừa luôn, thì có phải là ngay cái bậc điều trị số 1, số 2 chăng nữa, khi nó hít vô, hít một cái Sapa vô, hít một cái Lapa vô, một cái chủ vật vô thì nó cũng đi kèm cái gì các chị? ICS. Kèm cái gì? ICS hoặc cái COX, đúng không? Thì nó cũng đâu có bị mất điều hòa xuống đâu, nó bị cái tình trạng điều hòa xuống của cụ thể beta 2 đâu, cho nên nó sẽ ổn định kiểm soát hen tốt hơn. Hình dung được không? Và hơn nữa cái con đường số 1 có ưu điểm là gì? Nó dễ tuân thủ. Các chị thích xài hai bình hay là chị thích xài một bình? Một bình thôi, đem đi đâu đem một bình cho nó khỏe đúng không? Đem hai bình thì nhiều khi với một số người họ không có nhớ, họ lớn tuổi thì họ biết cái bình nào bình ngừa, nào bình cắt, lấy cái bình màu tím đi cắt, lấy cái bình màu xanh đi ngừa. Lý do bác sĩ hỏi là ủa tại sao bệnh này xịt hoài mà không có thấy không dễ thở nhá. Có rồi nha, đã từng có người nghi ngờ vậy đó. Có bác sinh viên bệnh nhân á, tôi vô cắm bệnh này, tôi lấy bệnh này tôi ngừa cơn, tôi cắt cơn, tôi cắt hoài không có dễ thở gì hết trơn đó, thì là do dùng sai ha, cho nên dùng hai trong một thì nó sẽ tốt hơn. Rồi đó là bậc điều trị số 1 nha. Bậc điều trị số 2, người ta sẽ dùng liều thấp ICS hàng ngày để ngừa cơ. Bậc điều trị số 2 ở con đường số 2, người ta dùng ICS liều thấp hàng ngày để ngừa cơ. Và khi nào người ta mệt, người ta khó thở, người ta dùng 1 nhát, 2 nhát, xà bàn để cắt cơ. Bậc điều trị số 3, ở con đường số 2, người ta sử dụng dạng phối hợp ICS là 3 liều thấp hàng ngày, dùng dạng phối hợp ICS là 3 liều thấp hàng ngày để ngừa cơn. Và khi nào người ta mệt, người ta lấy cái bình salbutamol ra, người ta cắt cơn. Bậc điều trị số 4, người ta có thể dùng liều trung bình hoặc liều cao của dạng phối hợp ICS là 3 hàng ngày để ngừa cơn. Cắt cơn thì dùng Sapa. Rồi, được chưa? Đó là hai con đường điều trị. Dễ không? Dễ mà. Dễ mà đúng không? Rất là dễ luôn, có gì đâu mà phải. Nếu mà các chị nhìn vô cái hướng dẫn của 2020 các chị thấy nó rối vậy đó. Nó hầm bà lành không hết. Cái này nó tách ra hai cái rất là dễ luôn. Đúng. Cái bình chứa ACS Lapa chính là cái bình màu tím, thì các chị mở vào con đi ACS Lapa con đường số 2 chính là Fluticasone và Salmeterol. Còn con đường số 1 chính là Budesonic và Moterol, là cái hoạt chất của bình này. Con đường số 2 là cái bình cắt là bình riêng, bình methylene, bình ngừa là bình riêng.
Rồi được chưa? Đó là con đường số 2. Ủa vậy là rồi. Số 2 mình phải cắt luôn. Bây giờ mình nói tới lựa chọn khác. Sẽ có những trường hợp bệnh nhân không chịu được cả hai con đường. Cắt cắt bật luôn. Tức là không xài được hoặc là không hiệu quả cả hai con đường luôn. Con đường số 1 cũng không xài được, con đường số 2 cũng không hiệu quả luôn. Vậy thì mình sẽ làm sao? Thì người ta đưa ra một số lựa chọn kiểm soát hen khác. Cái này áp dụng cho từ bậc điều trị số 2 trở lên thôi nha. Còn bậc điều trị số 1 nó không có ha, tuyến cáo gì hết. Thì ở bậc điều trị số 2, ví dụ như là ở con đường số 2 nha, cái này chủ yếu là áp dụng con đường số 2 nhiều hơn con đường số 1. Rồi ví dụ như ở con đường số 2 đi, mà bệnh nhân đang sử dụng liều thấp, đây nếu mà bệnh nhân đang sử dụng liều thấp ICS hàng ngày ở bậc điều trị số 2 của con đường số 2 mà nó không hiệu quả thì mình có cách xử trí nào đây? Thứ nhất là mình bỏ cái liều ICS hàng ngày đi, mình chuyển sang dùng ICS bất cứ khi nào sử dụng SABA, tức là giống như cái bậc điều trị số 1, hiểu không các anh chị? Tức là khi nào mà mệt lấy sao ba hết xong hết ai sẽ dùng là xong. Đó là một cái lựa chọn cho con đường số 2 của con đường số 2. Lựa chọn khác đó là gì? Mình bỏ luôn ACS, mình không xả ACS, mình sử dụng một mình cái LPRA. Và LPRA là gì? Montelukast, thuốc đối kháng cụ thể glucogen, được chưa? Rồi chỉ học vậy thôi. Còn cái bên dưới là bổ sung thêm cái liệu pháp HDN Slick. HDN Slick có nghĩa là liệu pháp mạc bụi nhà, liệu pháp miễn dịch đặt dưới lưỡi. Thì cái này ở Việt Nam cũng có, và nó có thì cũng mắc tiền dữ lắm, cho nên gần như không có xài thì bỏ luôn. Cái HDN Slick các chị đừng quan tâm nó nha. Rồi đối với bậc điều trị số 3, nếu không thể sử dụng được hoặc là không thể chấp nhận được hoặc là không hiệu quả với cái ICS LAMA liều thấp hàng ngày, thì một là bệnh nhân bỏ cái ICS LAMA này đi, bệnh nhân chuyển qua sử dụng ICS đơn độc liều trung bình để thừa cân hàng ngày, hoặc bệnh nhân vẫn duy trì ICS LAMA liều thấp nhưng mà bệnh nhân cộng thêm Montelukast hàng ngày. Tức là thêm Montelukast không? Các kiểu không? Cái nó gì cơ nhỉ? Lại đi thầy. Lại cái ICS liều trung bình. Hoặc là thôi tôi ghi lên bảng nha. Ghi lên bảng cho các chị. Bây giờ cái bậc điều trị số 3 của con đường số 2 nha. Tôi là con đường 2 nè. Bậc 3 nè. Thật ra cái này áp dụng cho con đường số 1 cũng được nha, nhưng mà cho chị nói trước con đường số 2 cho nó dễ vô. À, con đường số 1 thì rối rồi mất. Bây giờ bậc điều trị số 3 nè. Bậc điều trị số 3, cái nền của nó là gì? Nền của nó là ICS LABA đúng không? Liều thấp hàng ngày đúng không? Nếu giả sử cái này không được thì sao? Không xài được cái này thì sao? Một là mình bỏ cái ICS LABA này, mình chuyển qua ICS liều trung bình hàng ngày, được không? Hoặc là mình vẫn giữ cái ICS LABA này nhưng mà mình cộng thêm glucogen, lúc đó cách cụ thể glucogen Montelukast ha, hoặc chất là Montelukast, được không? Cái kiểm này chưa? Được không anh chị? Được thầy. Rồi ha, bậc điều trị số 4. Bậc điều trị số 4, bậc điều trị số 4 thì người ta sẽ là cái liều trung bình hoặc là liều cao. Liều cao của ACS là LABA hàng ngày. Bây giờ nếu giả sử mình không chịu được cái bậc này, không chịu được cái điều trị này, mình thêm, thì mình sẽ thêm một là mình bổ sung thêm LABA, tức là mình cộng thêm LABA.
Lama là gì các chị? Tức là mình vẫn giữ cái axit lama liều trung bình cao này ha, mình cộng thêm cái lama. Lama là gì? Iyakino. Đúng, đối kháng lên đô chinh dưỡng. Lama là muscarinic. M3. Thuốc đối kháng cụ thể muscarinic tác động kéo dài. Thuốc đối kháng cụ thể muscarinic tác động kéo dài. Kháng acetylcholine tác động kéo dài. Kháng choline nạp tác động kéo dài. Nó gọi tên nào thì gọi. Và cái bản chất của nó chính là gì? Tiotropium. Là cái bệnh về mắc mặt tiền á, cái bệnh nào bệnh cho chúng ta có cái bệnh mắc sạch sạch á, đó là bệnh này nè nha. À, dịch luôn đi rồi dịch luôn đi. Mà nếu mà không sử dụng lama thì có thể cộng thêm gì các chị? Môn bơm tơ dùng cá hoặc là bỏ luôn cái thằng acid lama liều trung bình cao này đi, chuyển qua acid liều cao rồi thằng này được không các chị? Dùng rối gì thì còn rối gì nữa, vậy lên cơn là mình dùng sa ba. Lên cơn là phải dùng sa ba ha, còn này là không được cơn, được cơn là phải dùng hàng ngàn. À, có lên thì không, có lên thì cũng rồi, được chưa? Thì bây giờ tôi mới nói các chị nè, cái điều trị bổ sung này á, thật ra là người ta không khuyến cáo nhiều trong điều trị, hiểu không? Không khuyến cáo nhiều trong điều trị, cho nên cái lựa chọn bổ sung này các chị không nhớ phụ được, không bắt các chị phải phụ. Trên bắt các chị phải thuộc là con đường số 1, con đường số 2 thôi, cái đó bắt buộc phải thuộc. Thật ra cũng thật là thuộc đâu, nguyên mốt người ta cho, cái gì là cho luôn cái tờ này. Chụp luôn cái này đưa cho các chị luôn. Cho nên các chị cũng không cần cái thuộc, các chị chỉ cần hiểu thôi. Ha, người ta cho luôn ra cái slide này luôn, cho các chị lên trên cái tờ phiếu, phiếu gì đó. Phiếu dự thi. Phiếu dự thi. Phiếu dự thi. Phiếu tham khảo. Cái tờ tra cứu nó cho luôn các chị cũng không cần phải thảo, các chị cần nhớ hiểu các điều diễn giải bạn rồi. Còn cái lựa chọn thêm này thì anh hiểu được thì tốt, anh không hiểu được cũng không sao, để chặt khỏi thi phân đáp thôi. À thầy nói không sao, thi phân đáp có ít điểm thôi mà không cho khỏi ra trời. Ok. Nhiều thì vấn đáp nhiều điểm thầy. Vấn đáp là tổng là 5 câu 5 điểm. Nữa rồi còn 5 gì? 5 câu 5 điểm thì cái này hỏi gì hỏi 1 câu chứ không thể hỏi hết 5 câu. Trời ơi, ai mà rảnh mà hỏi 5 câu để dẫn cái câu khác hỏi khác chứ. Rồi, được chưa? 5 câu còn lại cũng không biết. Đó chính là con đường điều trị số 1, số 2 là con đường bổ sung ha. Rồi, bây giờ mình nói vào hen bậc 5. Cái hen bậc điều trị bậc 5. Đã giờ tôi không có nói tại vì sao, thực ra trên thực tế các chị sẽ ít khi nào chị phân loại bậc năm, không cần áp lực bậc năm hay không. Tại vì cái bậc năm thì thực tế bác sĩ cũng nói là khi nào người ta không kiểm soát được hen ở bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, tức là người ta tăng bậc lên tới bậc 4, người ta tăng hết cỡ, cộng hết tất cả các thuốc rồi, không được ở các cái bậc từ 1 đến 4, người ta mới chẩn đoán bệnh nhân bậc 5. Bậc 5 là hen khác chị. Hen bậc 5 là hen khác trị, là hen khó điều trị, hen khó kiểm soát, nó đẩy bậc 5 thôi. Nên bình thường các chị đừng có đụng tới bậc 5 lắm. Đó, các chị đề có gì đeo trong từ bậc 1 đến 4, các chị làm bài thì đề thi nó cũng chỉ nằm trong từ 1 đến 4, không ai đụng tới bậc 5. Đừng có đụng bậc 5 nha. Nhưng mà nếu mà là bậc 5 á, thì mình thấy là gì? Cái thuốc điều trị bậc 5 thì nó cũng không khó đâu. Thuốc điều trị bậc 5 chính là thuốc điều trị bậc 4. Thuốc điều trị của bậc 4 cộng thêm lama thôi. Cộng thêm lama. Tức là thuốc điều trị bậc 4 là gì thì mình cộng thêm lama là ra điều trị bậc 5. Nếu không cộng lama thì có thể cộng thêm một số thuốc khác. Ví dụ như là có thuốc đối kháng ức chế các cái yếu tố viêm
ví dụ như là các thuốc gọi là thuốc sinh học á, ví dụ như là ức chế IgE, là omalizumab, là ức chế interleukin 5, interleukin 4, ức chế cụ thể interleukin 4. Thì những cái thuốc ức chế, nó thuốc sinh học, ức chế IgE, interleukin này đều là những thuốc mà nó chỉ được kê đơn khi bệnh nhân có cơ địa dị ứng và có hiện tượng tăng bạch cầu an toàn, tức là hen mà khó kiểm soát mà có còi kèm theo cơ địa dị ứng tăng bạch cầu an toàn rồi thì nó mới dùng. Nên cái này cũng rất gặp lắm, cũng được quan tâm, không cần quan tâm. Và một trường hợp nữa đó là có thể là sử dụng liều cao ha, có thể là tăng lên cái liều acid lapa lên liều cao thì đó là hen bậc năm, thay vì bậc thấp bậc trung bình thì đẩy bậc cao rồi. Rồi đối với lựa chọn khác á, ở cái bậc năm á thì người ta có thể, nếu mà giả sử cộng lama cộng các thuốc gọi là sinh học xong tăng liều acid lapa liều cao vẫn không kiểm soát được, người ta có thể xem xét cộng thêm cái gì các chị, cộng thêm azithromycin, kháng sinh azithromycin hoặc là montelukast hoặc là corticoid được uống liều thấp. Đó, vậy thôi. Chỉ vậy thôi ha. Nên bậc năm cũng cách thay đổi nó, chúng ta cũng đừng quan tâm. Rồi. Nhắc lại ha, tại sao lại có hai con đường để đi đọc trong slide này đi ha, cái này tôi không nói lại rồi hết. Con đường số 1 sẽ có ưu điểm hơn con đường số 2 là gì? Nó tiện lợi, phải tích hợp hai cái bình hít trong một bình hít ha, nó làm cho bệnh nhân giảm đi sự quên thuốc, tăng cái tuân thủ và giảm nguy cơ bị kịch tắc hen. Con đường số 2 thì nó chỉ tích hợp những bệnh nhân nào mà đã quen sử dụng và có sức tuân thủ tốt, tức là quen sử dụng hai bình rồi giờ họ thích xài bình kia hoặc là nghèo ha, không đủ tiền thì hai bình này nó rẻ, hai bình này nó rẻ nha, những cái bình mới nó mắc á nha, những cái thuốc mới thường thường nó không có trong danh mục bảo hiểm y tế mà nó mắc á, còn những cái thuốc này thì nó có trong bảo hiểm y tế rồi nó rẻ rẻ ha. Rồi và nói chung là cái con đường số 2 là những con đường mà nó không có cái tính gọi là cái tính tuân thủ cao, thì đa phần người ta sẽ thích cái gì dễ, cái gì sướng người ta thích đặt trước. Ví dụ như hai cái bình này, cái bình một tiếng người ta sẽ không cảm thấy được cái gì hết, người ta sẽ đúng không, không cảm thấy gì đâu, nhưng mà nó sẽ cái này nó sẽ đỡ liền, sẽ cái này nó đỡ là khỏe liền, hết mệt liền, nên nó sẽ lạm dụng, mà lạm dụng cái này thì dẫn tới hiện tượng điều hòa xuống và rất dễ lên cơn hen cấp. Cho nên người ta có những cái khuyến cáo là gì, không được lạm dụng, hoặc là người ta thấy là gì, có những nghiên cứu chứng minh là gì, tăng tần suất sử dụng SABA dẫn đến tăng nguy cơ tử vong cho hen. Cái này là cái chỉ khi nào mà nó xài thôi, hoặc là khi mà các chị vận động nặng á, trước khi mà vận động mà hay bị lên cơn hen cấp á thì xịt hay nhé, người ta gọi là dự phòng trước gắng sức dự phòng trước khi gắng sức rồi thì thôi, chứ không được sử dụng hàng ngày. Rồi ha, đó là cái ưu nhược điểm của từng con đường. Tiếp theo là mình sẽ nói tới cái ba cái thuốc mà mình nói thêm, đó là lama nè, azithromycin và thuốc sinh học. Thì lama ưu nhược điểm thì cũng không cần nhớ gì nhiều á, chỉ nhớ là gì, lama chỉ nên được phối hợp thêm khi bệnh nhân đã dùng ICS từ mức trung bình trở lên, ICS là 3 liều trung bình hoặc liều cao trở lên, hoặc là ICS liều trung bình trở lên thì xài LAMA nó mới có ý nghĩa. Chứ có nếu mà bệnh nhân đang xài ICS liều thấp, dùng LAMA nó không có cải thiện bao nhiêu mà tốt thì azithromycin thì đây là một cái lựa chọn rất ít được sử dụng. Đây là một lựa chọn rất ít được sử dụng nha các chị. Tại sao? Tại vì azithromycin này cũng chỉ có hiệu quả nếu bệnh nhân đang sử dụng ACS LABA liều cao trở lên, nó mới có hiệu quả thôi. Còn liều trung bình trở xuống thì azithromycin không có hiệu quả. Nhưng nó lại kèm theo một cái nguy cơ rất lớn. Đó là gì? Nó sẽ làm giảm tính lực, tức là cái điếc. Bệnh nhân sẽ bị điếc.
Tại vì sao cái liều azithromycin là dùng 3 lần một tuần mà dùng có thể lên tới 6 tháng. Sao thì rất dễ gây điên. Nguy cơ đề kháng kháng sinh, nguy cơ nhiễm khuẩn mycobacteria không điển hình, tức là con lao không điển hình. Rồi kiểm tra ECG để tầm soát sự kéo dài khoảng phi tê. Kháng sinh azithromycin thuộc cái nhóm gì các chị? Macrolide. Mà macrolide thì nó có những cái kháng sinh như là ari, clari là những kháng sinh rất dễ gây phân định, kéo dài khoảng phi tê, gây gần tim. Nên azithromycin này khi sử dụng người ta cũng phải theo dõi định kỳ điện tâm đồ để coi bệnh nhân có bị xoắn định hay không. Cho nên thường á là không hay xài, là hết xài lắm. Xài là đi càng xài là giảm định nhiều lắm, cho nên thôi cũng ít ai người ta muốn xài lắm. Rồi các thuốc sinh học, các thuốc sinh học này cũng ít ai dám xài, tại vì nó mắc tiền. Hiệu quả rất là cao nha, hiệu quả rất là tốt nhưng mà nó mắc tiền lắm. Chỉ áp dụng những bệnh nhân có kiểu hình tăng viêm liên quan đến tăng bạch cầu hải toan. Và để sử dụng cái thuốc này thì trước khi sử dụng phải kiểm tra công thức máu để coi bệnh nhân có hiện tượng tăng bạch cầu hải toan hay không. Nhưng mà khi mà kiểm tra cái tăng bạch cầu hải toan này phải đặc biệt lưu ý là những bệnh nhân nào mà sử dụng corticoid được uống liên tục đó. Có thể là do đợt cấp hay là có thể là do sử dụng điều trị dài hạn thì đều sẽ có hiện tượng tăng bạch cầu hải toan. Cho nên cái việc sử dụng corticoid đường uống này nó cũng ảnh hưởng đến cái việc tiên lượng, có nên sử dụng thuốc gì không? Mệt quá. Dạ lao đi lại. Có một người nữa hả? Rồi một người, tao phải cũng giúp thêm cho một người đi. Rồi đọc tiếp nha. Rồi rất quen tôi luôn hả? Lớp mình ngon. Thì cái mà mình dựa vào cái triệu chứng để mình đưa ra cái bậc điều trị, cái đó là áp dụng cho những người hèn mới nắm. Những người mà mới tới bệnh viện chưa hề có bị bệnh hen bao giờ, tới bệnh viện là người ta sẽ dựa vào triệu chứng để người ta lựa chọn một điều trị. Chị hình dung được không? Đó là áp dụng cho những người hen mới mắc, chưa có thuốc kiểm soát. Nếu một người đã trong chế độ điều trị rồi mà chưa kiểm soát hen thì mình làm sao? Và một người đang trong chế độ điều trị rồi mà đã kiểm soát hen rồi thì mình làm sao? Chưa có thuốc. Thì đầu tiên, nếu một người đã trong chế độ điều trị rồi thì mình sẽ phải dựa vào cái bản này.
để mình đánh giá coi là người ta có kiểm soát hen hay chưa bằng cách trả lời 4 câu hỏi. Trong 4 tuần qua, triệu chứng 3 ngày có trên 2 lần một tuần hay không? Bất kỳ em nào có bị thức giấc do hen hay không? Có cần thuốc giảm triệu chứng hơn 2 lần một tuần hay không? Giới hạn bất kỳ hoạt động nào do hen hay không? Rồi, chỉ cần trả lời 3-4 câu là có thì là hen không kiểm soát. 1-2 câu là hen không kiểm soát một phần hay là hen kiểm soát một phần. Còn không có câu nào hết thì là hen kiểm soát hoàn toàn. Thì đối với trường hợp mà hen kiểm soát hoàn toàn thì coi như mình không cần thay đổi chế độ điều trị. Mình không cần thay đổi chế độ điều trị hiện tại của bệnh nhân. Nhưng nếu hen mà nó không kiểm soát dù là một phần hay là hoàn toàn thì mình đều phải thay đổi chế độ điều trị. Mình thay đổi như thế nào? Mình sẽ nâng bậc điều trị lên. Mình sẽ nâng bậc điều trị lên sau khi mình đã kiểm tra tuân thủ, sau khi mình đã kiểm tra lối sống, sau khi mình đã kiểm tra cách sử dụng bình hết chính xác hết rồi thì mình sẽ tiến hành nâng bậc điều trị lên, được không các anh chị? Chứ không phải là chỉ nhảy vô là nâng bậc lên. Thì đúng là thực tế thì nó sẽ nâng bậc lên đó. Cỡ nào nó cũng nâng bậc lên hết đó. Dù có tuân thủ hay không tuân thủ thì nó đều nâng bậc hết. Nhưng mà đúng theo lý thuyết là trước khi nâng bậc hay không kiểm soát thì kiểm tra coi là bệnh nhân có dùng đúng bình không, dùng đúng bình cắt cơm hàng ngày đó, bình đúng bình ngừa cơm hàng ngày hay không, rồi cách sử dụng bình đúng hay không, cách sử dụng cái bình hết hàng đúng hay không ha, rồi có kiêng cử gì không, hay là tiếp xúc cái dị nguyên, tiếp xúc cái hóa chất liên tục, rồi sau đó chúng ta sẽ nâng một điều trị lên. Rồi thì nâng bậc thường là nâng một bậc, thì nếu mà nâng bậc điều trị là sẽ nâng một bậc. Làm sao mình biết nâng bậc thế nào? Mình dựa vào cái điều trị hiện tại mình nhau khác, mình coi là bệnh nhân đang theo con đường nào, mình coi là con đường đó bệnh nhân đang ở bậc điều trị nào thì mình nâng lên bậc. Lý thuyết là như vậy, thực tế là phải nâng hẳn là bậc 4 luôn, rồi sau đó ta giảm liều xuống, sau 2-3 tháng ta giảm bậc xuống. Nhưng mà theo đúng cái Gina thì ta sẽ nâng lên cái bậc nào mà nó gần nhất với cái liều mà nó thấp nhất có hiệu quả thì là thường là cái bậc kế tiếp, nâng cái bậc kế tiếp, được không? Và nâng bậc kế tiếp thì vậy ta sẽ sử dụng trong vòng 3 tháng thì ta sẽ tái đánh giá lại, nếu mà kiểm soát tốt ta hạ bậc xuống, được không? Được không các anh chị? Anh kiểm không? Rất là dễ ha. Rồi, đó là điều trị hen vàng. Rồi, cái liều điều trị của corticoid, hồi nãy các chị thấy là liều thấp acetlaba, liều trung bình acetlaba, liều thấp ACS, liều trung bình ACS. Thì cái liều đó là dựa cái bảng này. Liều này là tính tổng liều của thuốc hít trong một ngày, corticoid được hít trong một ngày. Ví dụ ở đây thì các bạn người ta sẽ cho các chị luôn trong lúc các chị thi, các chị cũng không cần phải học luôn, các chị chỉ cần nhớ cho tôi hai cái dòng để các chị đọc kết quả cho đúng thôi. Đó là cái dòng thứ nhất là mua đề xuống đi, mua đề xuống đi. Cái dòng thứ hai là fluticasone propionate ha. Liều thấp uridoxin, tức là ACS á, ACS của cái dạng hormonal á, liên kết với ACS hormonal á, cái con đường số 1 ha. Cái uridoxin là của con đường số 1, còn cái fluticasone propionate là của con đường số 2 ha. Thì liều thấp là 200-400, liều trung bình từ 400-800, liều cao là 800-1600, còn lớp fluticasone thì là 100-250, 250-500 và 500-1000. Và liều này là tổng liều, tức là một ngày dùng một cái bình fluticasone 125, một nhát 125 microgram, ngày 2 lần mỗi lần 2 nhát thì phải tổng là 500. Rồi. Tác dụng phụ của thuốc biết rồi đúng không? Mới thi đây thôi.
quên là không chấp nhận nha, không chấp nhận kiểu quên mới thi đây cách đây một hai tuần thôi thì không được quên. Bác dụng phụ biết rồi ha, còn thì quyết định hết là khô miệng càng giọng nắm càng giọng nắm camida vì càng giọng càng tiếng vì tiếng họng. Còn la má, la ma sa má, khô miệng, khô miệng càng tiếng rồi sa ba la ba cali và giảm cali huyết tăng nhịp tim nhanh rung đùng đi rung tay đã chống ngực ra hạ cali máu rồi mong tôi luôn cáp thì sao đứt có cái cụ thể lên coi em thì sao tim dài dài lép dài dài nhanh không 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 có khô miệng gì khô miệng trời khô bốn thì khô miệng lép dài dài cho chàng hả gây không có lép gây trầm cảm gây rối loạn lo âu nó chính xác hơn là nó sẽ làm trầm trọng thêm hoặc là xuất hiện những triệu chứng tập thực trình con tơ lục cá rồi thì ta các thuốc sinh học á, các thuốc sinh học á, omalizumab thì nó gây cơ nhiễm trùng dị ứng rồi hết rồi azithromycin tại mình nói là tác dụng phụ nó rõ ràng thì biết rồi thầy vẫn đáp thầy hỏi cách sử dụng mình hết bắt buộc phải nhớ không có lại nữa mà bắt không có lại đâu nhớ thì dạy rồi tôi dạy lớp này đúng không mới thì sáng rồi cách dùng mình hết thì về nhà tự xem lại nha rồi kế hoạch điều trị. Các điều trị thì khi người ta hỏi các điều trị người ta sẽ hỏi cái thứ nhất là mục tiêu điều trị hen cấp là gì, mục tiêu điều trị hen mạng là gì, hay là mục tiêu ngắn hạn mục tiêu dài hạn đó. Kế hoạch điều trị dùng thuốc thì mình đưa những cái khuyến cáo đã giờ mình học trên hai con đường ra, mình đưa ví dụ về liều dùng và số nhất định. À điều trị không dùng thuốc thì họ có slide thì họ thuộc cái slide đó thôi. Kế hoạch theo dõi hiệu quả điều trị tính an toàn tuân thủ và không ăn thuốc. Mục tiêu điều trị hen, nếu ta hỏi chung chung là nếu mục tiêu điều trị hen thì các chị phải học hết cái slide này, các chị viết vào nè, nêu cả mục tiêu ngắn hạn dài hạn. Nhưng nếu người ta hỏi các chị mục tiêu điều trị hen cấp thì các chị chỉ cần ghi mục tiêu ngắn hạn thôi. Nếu điều trị hen cấp thì chỉ cần ghi mục tiêu ngắn hạn thôi ha. Rồi điều trị dùng thuốc thì nãy giờ tôi cũng đã giải các chị rồi, cái con bệnh nhân đang ở đợt cấp hay đợt mạn hay là hen mạn, người ta hỏi hen cấp thì các chị đưa ra thuốc điều trị hen cấp, người ta hỏi hen mạn thì các chị đưa ra thuốc điều trị hen mạn, người ta hỏi hen thôi thì các chị đưa ra hết nha. Người ta hỏi gì cho cái đó đừng có lan man. Rồi hen mới mắc thì dựa vào triệu chứng để đưa ra bậc điều trị, hen đã mắc lâu và đang điều trị thì dựa vào cái mức độ kiểm soát hen và dựa vào cái bậc điều trị hiện tại để nâng bậc đưa ra cái bậc điều trị mới để hen kiểm soát. Còn hen đã kiểm soát rồi thì giữ nguyên bậc điều trị hiện tại và giảm liều sau 3 tháng. Rồi điều trị không dùng thuốc học cùng không có gì để ở đây hết. Theo dõi hiệu quả điều trị, theo dõi tác dụng phụ của thuốc, theo dõi sự tuân thủ, theo dõi hiệu quả của việc điều trị thông qua bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi ATT chính là bốn cái câu hồi nãy để đánh giá kiểm soát hen, thông số chức năng hô hấp, triệu chứng, chất lượng sống và thao tác thuốc định kỳ. Thời gian theo dõi là bao lâu? 1 đến 3 tháng với những người mới bắt đầu, 3 đến 12 tháng với những người đã điều trị ổn định, 4 đến 6 tuần với người được có thai và 1 tuần lễ sau khi đối với những người có vừa có cơn hen cấp. Tiến hành tăng bậc điều trị dài hạn từ 3 tới khoảng 3 tháng những người hen không kiểm soát, ngắn hạn trong những đợt hen cấp 1-2 tuần và giảm bậc điều trị khi áp dụng sau 3 tháng đã kiểm soát tốt hen.
Rồi, hết bài. Dạ lao hả? Dạ lao quà. Rồi, rồi. Rồi, các chị nghỉ chắc lên 5 phút thôi. Các chị làm với cái ai cam sàn nha. 3:30, 3:30 cho cô Hà ra và sửa bài các chị. Các anh Hà không có cái giá trị các chị chứ. Thôi, bây giờ cái cam sàn á thì làm cái bói là OAP ha. FO thì dễ rồi, bây giờ cái phần A chỉ là phần A và phần B. Cái phần A thì anh chị đánh giá ở đây là có xác định cho cô các cái tình trạng ha, các vấn đề bệnh lý trong cam sàn gì. Nhưng mới câu 1 anh chị đi cuối kỳ rồi đó. Thì ở đây nó có hai cái vấn đề chính là hen gì đó chị? Hen cấp và hen mạng. Thì hen cấp thì chị cần đánh giá mức độ hen cho cô ha, mức độ nhẹ hay là nặng. Rồi và mình sẽ dẫn chứng ha, dựa vào đâu mình kết luận là hen cấp nhẹ hay là hen cấp nặng, mình dẫn chứng ra cho cô. Rồi đối với hen mạng thì gì đánh giá cô là hen mạng mức độ gì là kiểm soát được hay không ha, hen mạng kiểm soát được hay không đó, thì mình đánh giá xem kiểm soát là dựa vào tiêu chí nào để mình kết luận. Không phải lớn. Rồi các chị lấy tờ giấy ra đây thì có cái cô với nhóm đây, một nhóm là mình dạy như vậy ha. Một cái bàn này thành hai nhóm này. Chưa? Cô làm trên quận. Cô làm cái gì được hết thì sáng chị là biết hoặc bằng mấy nào. Đúng rồi, chị gửi qua cho cô. Cho họ đưa lên cho cô coi. Phải hiểu cách trình bày gì đó. Rồi, anh Loan đây anh F tiêu chị ghi nè. Cái lạnh khách thôi. Thế là cái phụ tên gì ví dụ như là Cô làm phần đánh giá là cô để đóng á, là những phần kia chỉ có biết là một phần điểm luôn. Cho nên cái phần kế hoạch điều trị là mình phải học rất là kỹ cho cô ha. Nó giống như là cái phần cơ chế tác dụng của bên dược lý vậy đó. Kế hoạch điều trị là rồi đối với em mạng ha, cô nhắc lại này, cái mạng nó chỉ phải xác định đánh giá được xem là bệnh nhân đã kiểm soát hen rồi hay chưa, chưa mức độ kiểm soát hen. Rồi cái thứ hai là chỉ xác định được cái bậc hen bệnh nhân đang điều trị là bậc mấy. Chưa để xác định được bậc hen thì phải biết cái hố mà bệnh nhân đang kiểm soát dự phòng hen là thuốc nào, trong cái ca đó là thuốc nào là thuốc kiểm soát hen. Được chưa? Mình chỉ cần xác định cho cô thuốc nào là thuốc dự phòng kiểm soát hen, chứ không phải là thuốc cắt cơn nha. Cắt cơn bỏ qua bên. Bây giờ chỉ xác định cho cô thuốc dự phòng kiểm soát hen bệnh nhân đang được kê đơn là thuốc nào. Rồi, và mình xác định khi đi xét bệnh nhân đang được kê đơn đó là cái liều là liều gì. Được chưa? Rồi, cái phối hợp thuốc là thuốc nào, liều là liều gì. Thì từ đó mình sẽ xác định được bệnh hen bệnh nhân đang được điều trị là bệnh mấy. Đó là cái phần đánh giá ha. Rồi, sau khi đánh giá xong thì cái phần kế hoạch điều trị á, cái phần plan á, thì nếu mình chưa kiểm soát hen thì mình đề nghị là gì? Tăng bậc, đúng không? À, tăng bậc thì sẽ tăng như thế nào? Dựa vào cái danh sách đồ trong này thì chị nhìn là chị ghi ra ha, các cái hướng tăng bậc là như thế nào? Dạ, kế hoạch điều trị mình ghi là thuốc gì, xong rồi mình nói chưa kiểm soát rồi mình đưa ra cái kế hoạch là kế hoạch điều trị không? Đúng rồi, các lựa chọn thuốc đó, tiếp theo sẽ là gì? 250. Rồi kế hoạch điều trị thì luôn luôn có hai phần, là câu hỏi số 3 là gì đó chị? Biện pháp gì? Không dùng thuốc thì cái đó là lý thuyết bắt buộc mặc phục rồi. Biện pháp không dùng thuốc thì cho không rồi ha, tự làm thôi. Còn cái phần mà điều trị bằng thuốc với nó, mình phải biết để đánh giá, phân tích, đánh giá và biện luận. Và cái câu cuối cùng là câu gì các chị? Sau khi đưa ra kế hoạch điều trị rồi, câu cuối cùng sẽ là câu gì? Câu năm là câu gì đó? Kế hoạch theo dõi nếu điều trị ha. Kế hoạch theo dõi điều trị. Phần này cũng là lý thuyết luôn, học thuật làm thôi, có cách nào khác. Như vậy thì khó là khó cái câu số 4 là câu khó nhất. Và câu số 1 ha. Câu số 1 là câu xác định là tình trạng bệnh lý của bệnh nhân á. Salbutamol 2 tờ, Salbutamol 200 mg.
Chị làm theo hai hướng, nhưng mà tôi yêu nghiêm túc hơn nha. Nhưng mà thật sự biến sao nghiêm túc thì biến vậy ra. Rồi mình làm thêm 10 phút rồi nha các chị. Dạ. À, làm cái công ty bệnh nhân ha, công ty bệnh nhân lá. Giới tính là gì? Rồi, nhân là mấy tuổi đây? 30 tuổi ha, BMI sao các chị? Bình thường, rồi diễn biến bệnh ha, diễn biến bệnh là như thế nào đó, chị đọc cái khô ha. Rồi tiên sử bệnh ha, là bắt theo mấy năm? 15 năm. 15 năm, đúng rồi, có thể bệnh gì nữa, đâm ở đâu ha, bệnh nhân 2 đâm ở đâu từ năm 21 tuổi này. Tiên sử gia đình sao đó, chị đọc cái khô ha. Rồi lối sống, thì nó còn đặt trong cái phần S đúng không? Rồi, tiên sử dị ứng, có đặt trong phần S không? Có, rồi, nói chung là mình điện gây ra tất cả thông tin đó là phần S. Được chưa? Rồi, không có là gì cả lớp? Tiền sử dùng thuốc. Chống cái gì để nói sử đi. Rồi, không có là gì? Nè, đúng rồi, lâm sàng và cần lâm sàng ha. Tức là mình khám bệnh của bác sĩ nè, các triệu chứng của bệnh nhân ha. Khám bệnh nè. Bác sĩ khám là như thế nào thì đọc cho cô. Rồi, cái phần cần lâm sàng là các xét nghiệm á, chị chỉ là đọc cho cô ha. Đó, và khi các thầy cô sẽ hỏi các xét nghiệm này. Rồi, ví dụ như ở đây ha. Xin hiệu thì mình phải đọc được các chỉ số này ha, trong phần lâm sàng. Rồi, trong lâm sàng đấy có những cái nhóm xét nghiệm, ví dụ như là iodo này, đúng không? Rồi, xét nghiệm máu này, rồi là công thức máu ha. Đó, thì trong cái công thức máu này có thể hỏi gì là bệnh nhân này có thiếu máu hay không? Thì chị trả lời sao? Có hay không? À, không, thì cái phần này mai mốt mình sẽ học trong buổi 4 sau ha. Đó, thì mình phải đọc được các xét nghiệm, ví dụ MCH là gì, phải đọc được nè. Đó, có khi sẽ hỏi PCV là gì, phải đọc được ha. HB là gì, HCT là gì. Nói chung tất cả xét nghiệm này thì phải đọc được cho cô nha. Rồi trong cái phần mô là lâm sàng, cần lâm sàng và có cái phần gì nữa? Chẩn đoán đúng không? Và cái tiền sử dụng thuốc của bệnh nhân nữa ha. Thì mình còn nằm trong cái phần mô này. Rồi tiếp theo là phần gì cả lớp? Phần A ha. Phần A là phần B. Thì phần A đánh giá nó sẽ gồm cái gì? À, đánh giá thì nó sẽ gồm cái gì đây? À, thứ nhất là đánh giá về bệnh đúng không? Thì đánh giá về bệnh này chính là nằm trong cái phần cái câu hỏi số 1 mình thi á, là xác định ha các vấn đề bệnh lý trong cao lâm sàng. Đúng không? Xác định các vấn đề bệnh lý trong cao lâm sàng là gì? Rồi dựa trên bằng chứng lâm sàng cận lâm sàng nào? Đó là câu hỏi số 1 ha. Thì xác định vấn đề bệnh lý ở đây câu hỏi có nghĩa là tương đối với câu hỏi là bệnh nhân đang mắc bệnh gì chứ không phải là đang mắc triệu chứng gì. Rất nhiều anh chị vào thi là liệt kê dòng dài bệnh nhân là gì, đau đầu chóng mặt gì đó ha, rồi là gì hạ đường huyết gì đó, đúng không, nói chung mệt hạ đường huyết gì đó, thì chị ghi ra tất cả cái đó là zero điểm, được chưa? Như vậy xác định vấn đề bệnh lý ở đây là chị ghi cho cô bệnh nhân đang mắc bệnh gì, ví dụ là tăng huyết áp, đái tháo đường hay là hen, đúng không, thì kê ra những cái bệnh như vậy. Rồi ví dụ trong cái lâm sàng này thì chính là vấn đề bệnh lý gì đây cả lớp? Hen. À, mình có ba trường hợp ba ý ha. Thứ nhất là hen gì? Hen cấp. Hen cấp. Rồi hen cấp mức độ gì đây? Nặng. À, mức độ nặng. Rồi hen mạng thì sao? Hen mạng chưa kiểm soát. À, hen mạng chưa kiểm soát. Và vấn đề thứ ba là gì nữa? Bệnh nhân đang có bệnh gì cả các chị? Đau nửa đầu. Đau nửa đầu nó có ba vấn đề bệnh lý như vậy. Chưa? Yeah. Rồi bây giờ ha, dựa trên bằng chứng nào, bây giờ giả sử trong cái đề người ta hỏi là bằng chứng của hen cấp là gì thì chị chỉ liệt kê cái bằng chứng của hen cấp thôi. Chưa? Yeah. Chị đọc kỹ đề ha, trong cái đề thi cuối kỳ á. Rồi ví dụ bằng chứng của hen cấp là gì đây cả lớp? Hả? À, hen cấp nặng là vì sao? Dựa trên cái bằng chứng nào? FB02, BMF. Mạch 130 lần phút. Đúng rồi, mạch này 130 lần phút. 130 lần phút thì anh chị phải lớn hơn 100 nó, chứ đừng có ghi ra để không không á là anh chị không điểm đó nha. Chưa, 130 thì mình phải đánh giá nó sao đây, nó lớn hơn lớn hơn 120. 120. Rồi gì nữa? SPO2 là bao nhiêu tính thì 88. 88 thì nó là sao? Nhỏ hơn 90. Nhỏ hơn 90%. Gì nữa? BMS là bao nhiêu? 36% thì sao thì nhỏ hơn đấy? 30% nhỏ hơn 50%, đúng không? Nhịp thở thì sao?
26 lớn hơn 20. Đó, nói chung là tất cả các thông số ở đây chị đều phải đánh giá cho cô, kể cả tăng huyết áp hay đáy tháo đường ha, mà đánh giá hay là chỉ số lipid. Rồi đó là bằng chứng của hen cấp nặng. Rồi vấn đề thứ hai là hen màng tính chưa kiểm soát, bằng chứng là cái gì? Là lên cơn hen cấp. Là điều có triệu chứng ban đêm. Đúng rồi ha. Hen màng chưa kiểm soát ở đây là bằng chứng ở đây là gì? Có chuyện nhiều trên 4 câu hỏi mà chị được tổng của bệnh nhân đó. Đúng không? Bệnh nhân được kiểm soát nhiều trên 4 câu hỏi đó. À, thì câu hỏi thứ nhất là gì nè? Triệu chứng ban đêm có. Triệu chứng ban ngày. Triệu chứng ban ngày. Lớn hơn 2 lần. Lớn hơn 2 lần tuần. Triệu chứng ban ngày cô ghi tắt ha, là mấy lần đây? 2 lần. Trong cái ca này là mấy lần? 3 đến 4 lần. 3 đến 4 lần đúng không? Như vậy là nó lớn hơn mấy lần? Lớn hơn 2 lần một tuần. Rồi, gì nữa? Ý thứ hai là gì các chị? Triệu chứng về đêm. Về đêm có. Có không? Có. Thức giấc. Có thức giấc về đêm là 2 3 lần. Ý thứ ba là gì nữa các chị? Có dùng Ventolin. Có thận ha, khi vận động hoặc kể cả khi nghỉ đúng không? Khi vận động hoặc là khi nghỉ ngơi. Rồi, như vậy là cái số lần dùng thuốc cắt cơn là mấy lần? Lớn hơn 2 lần tuần. Mỗi cắt cơn thì cùng mấy lần đây các chị? 3-4 lần. Mỗi ngày. Cắt cơn là cùng lớn hơn mấy lần? 2 lần. 2 lần 1 tuần. Như vậy số câu hỏi mình nhân cảm lên đó là mấy câu đây? 3-4 4 câu đây là đó. 4 sẽ có 4 câu trả lời có ha. 4 câu trả lời có. Rồi, và mình biết là từ mấy lần trở lên trả lời có là cái loại này chưa kiểm soát. 3-4 lỡ hơn bằng 3 đúng không? Lỡ hơn hoặc bằng 3 lần thì trả lời kết luận là bệnh nhân này là hen màng chưa kiểm soát ha. Ngoài ra bác sĩ có thể là phối hợp thêm những cái tiêu chí khác được, ví dụ như là số lần xuất hiện cơn kịch phát trong năm vừa qua ha, hoặc là bệnh nhân ra chức năng hô hấp có giảm hay không đúng không, những cái xét nghiệm á liên quan đến hô khí có giảm hay không. Nó chủ yếu là dựa trên 4 tiêu chí này thôi. Rồi đang từ đâu thì chủ yếu do bệnh nhân khai ha. Đó là cái câu hỏi số 1 của anh chị Thi, chị sẽ trình bày như vậy ha. Rồi, trong cái đánh giá này á, câu hỏi số 2 thì bác sẽ hỏi là gì nữa? Đánh giá cái yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý đúng không? Thì thường á, trước đây á, trong cái tờ giấy chị Thi là có thêm câu này, nhưng đợt này là thầy cô bỏ bớt rồi ha. Không phải bỏ đâu, không bỏ trong phần thi viết, nhưng mà sang phần thi văn cát thầy cô có thể hỏi ở đây. Chưa, nói chung là bận nào ha. Rồi đánh giá về yếu tố nguy cơ này liên quan đến bệnh lý đúng không? Liên quan đến bệnh hen. Rồi yếu tố nguy cơ là gì đây? Các chị nằm trên máy giúp cô được không? Rồi chị. Câu là hen 15 năm. Hen 15 năm rồi gì nữa không? Là bệnh nhân nữ. Nữ rồi gì nữa? Cha có hút thuốc lá. Đúng rồi ha, cha hút thuốc lá. Anh trai có hút thuốc lá. Rồi. Tiền sử nuôi có hai con mèo. Đúng rồi, hai con mèo. Dị ứng thuốc sulfamid. Nổi ban đỏ. Đang sử dụng gì cả lớp? Provan canon. Thì đó là cái yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh nhân này ha, liên quan đến bệnh hen. Bệnh rồi luôn. Rồi đó là phần đánh giá ha, đánh giá về thuốc này. Và cái câu số 4 á là liên quan đến kế hoạch điều trị đó chị. Ha, thì cái kế hoạch điều trị đó thì nó cũng sẽ nằm trong cái phần đánh giá này ha. Để trả lời được cái câu hỏi số 4 này á, thì các chị phải đánh giá ở đây ha, kế hoạch đánh giá về bệnh và đánh giá về thuốc này. Ha, thì bây giờ mình sẽ đánh giá về thuốc như thế nào đây? Đánh giá về thuốc thì như thế nào đây? Rồi đánh giá về thuốc thì chị phải xác định xem là bệnh hen mình đang điều trị là bệnh mấy đúng không? Đúng không? Rồi. Rồi anh chị xác định cho cô xem file xác định được không? Bệnh hen mình đang điều trị là bệnh mấy? Bậc 3.
chị. Dạ, tức là bệnh nhân đang ở 3 không? À, đang điều trị ở phòng 3. Rồi thì sao biết là phòng 3 không? Đơn độc lì trung bình. Ủa? ICS đơn độc cần nha. Bậc 3 do bệnh nhân đang điều trị là ICS đúng không? Thuốc dự phòng heo là thuốc gì đây? ICS lutein ca xong. Dự phòng heo là thuốc nào? À, thuốc gì cả đó? Lutein ca xong là liều bao nhiêu? Liều là 500. Liều là 500 microgram 1 ngày. Đây là liều gì? Liều trung bình. Trung bình đúng không? Và đang dùng ICS đơn độc mới có hợp. Đơn độc. À đúng rồi, fluticasone dùng đơn độc. À, có nghĩa là dùng ICS đơn độc liều trung bình thì mình kết luận đây là bậc 3. Rồi, cả lớp đồng ý không? Đồng ý không các chị? Đúng rồi ha, chắc chắn rồi ha. Như vậy đây là bậc heo điều trị là bậc 3. Là mình đang đánh giá thôi ha, mình chưa đưa ra kế hoạch gì hết. Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang cái phần B là kế hoạch điều trị. Rồi bây giờ là phần P này các chị ha. Sau khi đánh giá xong mình đi ra kế hoạch điều trị. Kế hoạch điều trị thì mình sẽ trả lời cho cô cái câu hỏi số 2 khi các chị thi á. Câu hỏi số 2 là gì đây? Mục tiêu điều trị, đúng rồi ha. Kế hoạch thì đầu tiên mình cũng phải set up cái mục tiêu. Mục tiêu điều trị là gì? Có gì làm trên máy với cô được không? Hèn cấp hay hèn mạng cô hả? Hèn cấp hay hèn mạng cô? À đúng rồi, các bạn trình bày ra đúng không? Mục tiêu điều trị thì các chị bạn trình bày ra hai mục tiêu. Hèn cấp là gì đúng không? Hèn mạng là gì? Rồi mình trình bày cái hèn mạng trước đi. Ủa hèn mạng là gì đúng không? Hèn mạng mục tiêu điều trị là gì? Giảm triệu chứng. Giảm triệu chứng và nguy cơ. Hèn cấp. Rồi, mời chị nhé. Dạ, mục tiêu điều trị của hai mẹ là giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong. Không, do hen. Do hen. Cơ độc cấp. Và giảm triệu chứng. Và giảm nguy cơ là nguy cơ gì? Nguy cơ tử vong. Nguy cơ tử vong. Nguy cơ tử vong là nguy cơ độc cấp là nguy cơ gì nữa? Tổn thương khí đạo. Tổn thương gì? À, tổn thương khí đạo và nguy cơ tác dụng phụ của thuốc. Rồi cái này có bộ gì học phụ không có gì hết chị rồi ha. Đó là hen mạc thì nghĩ cô hay ý ha. Nhằm triệu chứng và nhằm các cái nguy cơ. Rồi đối với hen cấp thì mà tổn thương là gì? FPO2. Rồi mời anh chị hát đi. Rồi mời chị. FPO2 là lớn hơn 90. À, SPO2 thì đó không bao nhiêu? 94%. À, 94% rồi gì nữa? PEF là lớn hơn từ 68. 60 thì mới 80% cái PEF tốt nhất của bệnh nhân. Rồi còn gì nữa không? À, đúng rồi ha. À, giảm triệu chứng hay là cải thiện triệu chứng. Chưa nâng cấp thì chị trình bày cô ba ý như vậy. Cái này dễ rồi. Tiếp theo là cái câu số mấy? Câu số 3 đúng không? Trong cái phần kế hoạch điều trị này thì sẽ trình bày cho cô câu hỏi số 3 ha. Là liệu pháp không dùng thuốc. Chưa? Rồi, liệu pháp không dùng thuốc là gì? Các chị nào đọc nhanh đi cô được không? Ngưng thuốc. Nghỉ không? Rồi. Đi bán con mèo. Bán cô là lối sống thói quen là luôn hút thuốc, hạn chế thuốc lá. Các chị Nguyên chấm chị Nguyên đi chế độ ăn chống dị ứng rồi tiêm tiêm ngừa cúm tập luyện giảm cân tất cả chị ghi cho cô ha. Cô nói là đã giảm cái số nhiễm nguyên. Nhiễm nguyên đó là gì? Kể ra ha, lông thú vật này, khói thuốc lá này, khói chất đốt này, bụi nhà ha, vẫn còn cái mốt gì đó chị kể ra. À, càng đầy đủ càng cụ thể thì điểm càng cao nha. Rồi, ý thứ hai gọi là gì? À, ý thứ hai là gì các chị? À, đúng rồi nha, trong cái biện pháp không dùng thuốc là các chị sẽ không, cái đó nó sẽ liên quan đến dùng thuốc rồi, còn cái này là không dùng thuốc mà, đúng không? Không dùng thuốc thì chế độ ăn uống sao mình ăn cái gì? Chấm cái thực phẩm đi dưỡng rồi, và mình nên ăn những thực phẩm mà tăng cường cái sức đề kháng, ví dụ như là gì các chị? À, trái cây, rau xanh gì đó đúng không? Rồi, tiếp theo nữa là tiêm ngừa cái gì?
Kính mời cô. Rồi mình nhớ có cần vận động không? Có. Tăng cường vận động, vận động thường xuyên vừa phải rồi phải khởi động trước khi tập rồi dùng thuốc ngừa cơn gì đó chỉ để ghi ra đầy đủ cái ý đó ha. Nó sẽ liên quan đến cái bệnh nghe như vậy. Được không bạn ơi? Rồi con thấy ý cuối cùng là gì? Giảm cân ha. Cân. Đối với bệnh nhân mà béo phì bệnh nhân này có cân không? Không. Đúng không? Rồi, câu này thì dễ nói với học thuộc thôi ha. Cái câu quan trọng là câu số 4 nè. Câu số 4 á, là liên quan đến kế hoạch điều trị đó. Kế hoạch điều trị bằng thuốc là cái gì đây? Rồi, để làm được cái câu kế hoạch điều trị bằng thuốc này á, thì anh chị đầu tiên phải trình bày cái phần bên này cho cô ha. Nêu lại cái phần đánh giá này. Được chưa? Đối với em mạc thì chị trả lời lại là em mạc của bệnh nhân là sao? Kiểm soát được chưa? Chưa kiểm soát. Thuốc đang dùng là thuốc bậc mấy? Thuốc bậc mấy các chị? Thuốc bậc 3. Đó, chị ghi lại các ý đó ha. Rồi, bệnh này là như thế nào? Rồi, thuốc đang dùng là thuốc? Thuốc gì? Đó, chị ghi ra đúng không? Rồi sau đó chị sẽ thêm cái kế hoạch tiếp theo. Được chưa? Kế hoạch tiếp theo của bệnh nhân này sẽ là gì đây? Sau khi mình đánh giá, đây là cái phần đánh giá ở đây rồi. Nâng bậc điều trị, nâng cái bậc mấy các chị? Nâng bậc 4 đúng không? Rồi bây giờ chị nào trên máy cô bậc 4 hả? Trên nào đây? Rồi mời anh. Bạn 4 là gì đây anh? Cô bạn 4 là mình sử dụng cái ACS với lại hoặc Monteron liều trung bình không? ACS hoặc Monteron liều trung bình. Hàng ngày. Hàng ngày. Trung bình hàng ngày đúng không? Còn ACS hoặc Monteron liều thấp là khi cần. ICS vậy sao liều thấp? Cái gì liều thấp? Liều thấp thì khi cần là dễ dự phòng á. Dùng thuốc hàng ngày cộng thêm. Cộng thêm dạ. Dạ, cắt cơm. Dạ. Cô là nếu mà mình ngoài cái đó ra thì mình có thể sử dụng là ACS với Monteron liều trung bình thêm cái Lama hoặc là cái không xin Lama thì mình có thể là thêm cái Glucogen hoặc là dùng cái ACS liều cao lên độc tăng liều lên thôi. Dạ. Liều cao. Rồi con xin được số 1 hoặc số 3 nữa. Con đi liều cao hơn đúng không? Dạ. Rồi con này số 2, số 3 không? Rồi có ai có ý kiến khác không là chị? Cô là em vẫn giữ nguyên thuốc ở liều trung bình cho bệnh nhân á, cái thuốc cũ. Rồi em cộng thêm cái Lama Sanmeteron. Cộng thêm Lama hả? Lama hay Lama? Lama. Rồi chị là ICS liều trung bình đúng không? Rồi và cộng thêm cái gì? Cộng thêm là ba. Rồi bây giờ này các hướng lựa chọn này theo chị là hướng nào là ưu tiên cho bệnh nhân? Hướng cuối cùng. Cuối cùng ha. Đây cái hướng này ưu tiên cho bệnh nhân là cái hướng này hoặc là hướng này ha. Đó, cái chế 2 hoặc chế 1 á thì bệnh nhân đang dùng ICS là liều trung bình thì thường tăng bậc á, thường là nó sẽ ưu tiên phối hợp thuốc hơn là tăng liều, cái gì nhớ ha. Phối hợp thuốc thì nó làm sao? Nó sẽ tăng hiệu quả, đồng thời nó giảm cái gì? Giảm nó hiệu vụ. Nó tăng tất cả các bệnh thì cũng chỉ là học thôi ha. Kể cả tăng huyết áp của bệnh, người ta ưu tiên là phối hợp thuốc hơn là tăng liều ha, hoặc là đái tháo đường nó cũng vậy. Rồi, như vậy thì ở đây bệnh nhân đang dùng cái ICS đơn độc liều trung bình thì tăng bậc thì chị sẽ phối hợp với Lama ha, cũng dùng cái liều cũ là liều trung bình luôn. Được chưa? Hoặc cách thứ hai á, và đối với cách này thì nó sẽ có những ưu nhược điểm gì? Ưu nhược điểm là gì? Cái cách này ưu điểm là gì?
sử dụng mình vẫn sử dụng cái dạng bên cũ. Cái dạng bên cũ là dạng bên nào anh chị? Đây gọi là bên gì? Bên này gọi là bên gì? Dự phòng sẽ lên hai hả con? Sẽ đi sẽ lên hai. Cái gì? Sang cái bên này nó có giống nhau không? Đây gọi nó giống nhau không? Định chỉnh. Bên này gọi là bên gì? Định liều. Định liều em đi ai? Còn cái bệnh màu đỏ này gọi là bên gì các chị? Ống hết bộ hồ. Đi 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 ai ha? Ống hết bộ hồ. Ha, cái này là dạng bộ, cái này là dạng ổn dịch. Được chưa? Rồi thì chính là cái bệnh này đến chị Cetetai này. Cetetai này là cái việc được phối hợp giữa fluticasone ha. Và cái Lama là cái Sanmetron. Và đây là cái bệnh mà cũng rất hay dùng trên thị trường này. Được chưa? Còn nếu như mà chuyển sang con đường số 1 á, là dùng cái bệnh này gọi là bệnh Simicon. À, thì cái dạng mà chuyển nó sẽ khác hai dạng bộ. Và kỳ tục cái nó sẽ giống là khác. Đó. Thì nếu như mà mình dùng cái bệnh này, bệnh nhân sẽ quen dùng rồi nha, không cần phải đúng nhận lại cách sử dụng nữa. Được chưa? Và cái giá thành thì nó cũng sẽ rẻ hơn cái bên trên này. Đó là cái ưu điểm. Nhưng mà cái nhược điểm sẽ là gì? Nhược điểm sẽ là gì các chị? Dễ quên. Dễ quên thì sao dễ quên? Hai cái bệnh. Khi mà dùng bệnh này thì bệnh nhân phải dùng thêm cái bệnh này nữa. Bên này là gì? Cắt cơ. Cái này là Benpulin, cắt cơ. Bệnh nhân phải luôn mang theo hai bình. Ha, một ngày á xịt hai lần cái bệnh này rồi để dự phòng. Rồi trong ngày đó bệnh nhân lên cơn thì phải dùng cái bệnh này để cắt cơ. Ha. Và như vậy một ngày á bệnh nhân dùng cái này hai lần rồi đúng không? Rồi xịt thêm cái này cắt cơ thì bệnh nhân làm sao? Có dễ tuân thủ hàng ngày không anh chị? À, rất là khó tuân thủ. Ha, bệnh nhân nào lười lười là dễ xịt cái bệnh này rồi có xịt khó lần cái này. À, nhiều người lười á, lâu ngày sẽ có lần thôi, còn người lười hơn nữa là không xịt bên này luôn, chờ đến cơn xịt cái này thôi. Đúng không? Chờ xịt cái này thì sao chị? À, bệnh nhân rất là thích xịt cái này thì sao? Thì sao là nó dễ thở lắm, rất là thích. À, đó, và cho nên là rất là dễ là kém tuân thủ khi mà dùng cái này để dự phòng hàng ngày. Đó là cái ưu nhược điểm của cái bệnh này ha. Rồi, còn cái ưu điểm của cái bệnh màu đỏ đó là gì các chị? Xài một bình. Bình màu đỏ là sao? Xài một bình cho hai mục đích luôn. À, lúc nãy cái anh kia nói là cắt cơ mà chuyển sang cái liều thấp là đúng nha. À, dùng cái bình này thì dùng bình này để cắt cơ luôn chứ không có chuyển liều gì hết á. À, đang dùng bệnh liều trung bình đi xếp trung bình thì dùng bình cái liều này luôn. Một bình thôi. Được chưa? Còn rồi. Mình. Có nghĩa là hằng ngày cũng phải xịt hai lần và trong ngày nó lên cơn thì sao? Xịt thêm lần. Rồi. Không, mình thi mình có ghi liều cụ thể là xịt mấy nhát không cô? Không, chỉ ghi cái này cho cô thôi ha. Liều thấp hay liều trung bình thôi, được chưa? Rồi, thì trong cái vào thi báo cáo thì cô có thể hỏi thêm ha. Ví dụ cái ICS này là thuốc nào chị phải kể ra được. Đúng không? ICS đây là sẽ là gì? Fluticasone ha. Đó, Lapa thường là gì các chị? Sanmeteron. Còn ở trên này ICS nó sẽ là cái gì? Uresinib đúng không? Đó. Rồi, còn cái hướng thứ ba này thì sao? À, nó sẽ không là hướng ưu tiên, có thể dùng nhưng mà không phải hướng ưu tiên ha. Vì tăng liều thì thường nó sẽ tăng, nó không có tăng hiệu quả. Mà nó sẽ, sao anh chị, tăng cái gì? Tăng hiệu quả. Dạ, thì thường có khi anh chị đi qua hai cái hướng này là được rồi nha. Đối với qua hai cái hướng điều trị này ha. Chủ yếu là tập trung cho hai con đường là chất mấy? Chất mấy các chị? Chất 1 hoặc là chất mấy? Chất 2. Rồi, và một cái hướng thứ tư nữa là gì? Khi bệnh nhân phải dùng tới những cái này rồi, một chút kiểm soát á, thì bác sĩ có thể kê đơn đến cái hướng thứ tư là gì, các chị biết không? Nha, à, đúng rồi, bác sĩ có thể thêm cái thuốc nữa là thuốc gì? Lecotrien hoặc là kháng gì đó? Lama. Lama đúng không? Kháng Lecotrien hoặc là thuốc Lama vào cả một trong ba con đường này luôn. À, mà khi các chị thấy bệnh nhân có thêm những cái thuốc đó, có nghĩa là bệnh nhân này là dễ điều trị, khó điều trị. Bệnh nhân đó là hen bị đề kháng rất là cao rồi đúng không? Rồi, thì đó là kế hoạch điều trị bằng thuốc đối với hen mạng tính ha. Rồi tiếp theo là đối với hen cấp tính thì nó sẽ xử lý như thế nào? Cái này là hen màng nha các chị. Rồi tiếp theo hen cấp thì sao đây? Hen cấp có chị nào trên máy cô được không? Giơ tay cho chị nhé. Còn mời chị đi. Còn hen cấp này là hen thẳng, do đó là mình phải chuyển đến cơ sở y tế để chăm sóc cấp cứu. Thì trong khi chờ đợi thì mình sẽ cho dùng cái Sapa cho thở oxy và dùng cái corticoid từng cái hạt điều trị là mình phải nói.
lắm. Rồi như vậy trong cái em cấp này thì chị cũng phải ghi lại cái cô ha, vì bệnh nhân đây là em cấp mức độ gì đó chị? Nặng độ nặng nên chị ghi lại cái dụng chứng ở đây ha, có thể ghi lại dụng chứng. Rồi cho nên là cái kế hoạch điều trị tiếp theo sẽ là cho dùng cái hướng điều trị như vậy ha, SAMA này thở oxy, còn cái cối đường uống và intratropion. Rồi mình ghi như vậy á thì điện mình sẽ chưa được tối đa, bởi vì mình ghi xong chung chung quá đúng không? Rồi SAMA mình sẽ sử dụng như thế nào? Mình ghi dùng gì? Dùng khí dung bốn nha, đúng rồi nha, đối với trường hợp nặng á thì thường người ta sẽ không có dùng cái SAMA mà mình sẽ định liều nữa. Khí dung này mình rất là yếu rồi người ta, và rất là khó phối hợp các cái thao tác của cái bệnh này ha. Đối với hen nhà thì chị nhắc lại cho cô xem ha, hen nhà trung bình á thì mình sẽ dùng cái bình MDI này này, cái Ventolin này này ha. Rồi mình kết hợp với cái gì? Bình xịt định là kết hợp với cái dụng cụ bình hết, cái gì đó hết buồn hết rồi ha. Xịt mấy nhé? 4 đến 10 nhé. 10 nhé. Ha, lặp lại mỗi mấy phút? 20 phút cho vòng 1 giờ. Đó là hen cấp nhà trung bình ha. Còn hen cấp nặng thì thường á, người ta sẽ cho dùng SAMA phun khí dung qua máy. Các chị nhớ ha, trường hợp nặng thì thường người ta sẽ cho dùng phun khí dung qua máy ha. Rồi, khi phun khí dung qua máy này thì người ta có thể cân nhắc phối hợp thêm với cái gì nữa? Intratropion ha. Cân nhắc phối hợp thêm intratropion cùng phun khí dung luôn. Rồi đó là cái hướng điều trị thứ nhất. Rồi thứ hai nữa là vẫn tiếp tục cho bệnh nhân phải thở gì các chị? Thở oxy để làm gì đây? Để nâng cái SpO2 về bao nhiêu? 93 đến 95. Lớn hơn mấy các chị? Đến 94%. Còn thứ ấy thì dùng đường gì? Đường uống, nhưng mà sai. Chỉ nghĩ thêm cái cô hoặc đường tiêm để mà chưa được nằm vậy ha. Bệnh nhân có thể không uống được, rất là yếu rồi, người ta không uống được, uống bằng người ta nôn ói thì có thể chuyển sang đường tiêm. Rồi, đường uống thì dùng phút nào? Prednisolone, chị ghi rõ lại cho cô liều bao nhiêu. Mỗi ngày là 50mg một ngày, dùng một lần thôi ha. Hoặc liều tính theo cân nặng là mấy thế chị? 1mg/kg, tối đa là 50mg một ngày. Còn tiêm thì dùng thuốc nào? Metinet này hả? Tiêm thì người ta hay dùng là hydrocortisone ha, đừng tiêm phải bằng. Rồi, hoặc là cuối cùng nữa, những cái điều trị ban đầu này mà nó không kịp thoát nữa thì người ta có thể cân nhắc sử dụng cái thuốc gì đó chị? Cân nhắc sử dụng thuốc gì đây? Magie gì? Magie sulfate tiêm tĩnh mạch ha. Đây là cái lựa chọn mà trong trường hợp bệnh nhân không đáp ứng với những cái điều trị ban đầu. Cho bệnh nhân rất là yếu thì người ta mới dùng cái thuốc này. Rồi đó là điều trị tại bệnh viện ha. Hen cấp ở đây thì cái ý mà mình vừa nói đấy á, là anh chị nhớ là xử trí tại bệnh viện ha. Tại bệnh viện. Thì trường hợp nặng này thường nếu một bệnh nhân mà không ở đây thì phải cho nhập ICU, và khi nhập ICU thì người ta sẽ xử lý tại các bước như vậy ha. Còn khi xuất viện, chị trình bày cho cô ha, khi xuất viện này, khi ra viện thì cái lựa chọn thuốc cho bệnh nhân sẽ là gì? Còn mời chị. Thưa cô, là mình có thể tiếp tục nhận cho lúc kỳ pháp ạ. Với kèm theo là dùng Metinurone trong vòng 57 ngày. Và theo dõi trên 57 ngày ạ. Với thuốc kiểm soát không? Kiểm soát thì dùng như thế nào? Dùng hàng ngày. Dùng hàng ngày. 5 bậc hen. Nhưng mà xét sau ta non hàng ngày. Xét với là ba đúng không?
thì khi ra viện á thì nhớ với cô xuất viện là mình sẽ đi ba nghỉ này. Thứ nhất là thuốc các cơn như thế nào, các cơn như nào chị biết em cần ha. Nói chung là thuốc về chắc chắn phải kê cho bệnh nhân, phải có cái bệnh các cơn là ha, dùng khi cần. Rồi thứ hai nữa là mình tiếp tục cho bệnh nhân dùng prednisolone ha, đường nhí, đường uống dùng mấy ngày, 5 đến 7 hả, dùng mấy ngày, 5 đến 7 ngày trong vòng 1 tuần á. Rồi cái thứ ba nữa là có cho thuốc kiểm soát không? À, thuốc kiểm soát nha. Bắt đầu nếu trước đó bệnh nhân chưa xài, mà chắc chắn đa số lượng có xài hết rồi nha. Kiểm soát này bắt đầu hoặc là phải tăng bậc lên ha. Dùng thuốc kiểm soát và tăng bậc lên. Tăng bậc đấy chị cụ thể ra cho cô là nó sẽ tăng lên bậc mấy? Bậc 4. Đúng rồi, bậc 4 chị đi làm kỹ với ngày ha. Tăng bậc lên bậc 4 này gì đó chị đi ra lại. Được chưa? Là xử trí thuốc là cái xử trí khi ra viện cho bệnh nhân. Rồi như vậy là mình xong cái câu số 4 ha. Bây giờ đi sang cái câu số 5 là câu gì cả lớp? Kế hoạch theo dõi điều trị. Rồi các chị đang trên bài với cô được không? Kế hoạch theo dõi điều trị nghe là gì? Cái này là cả nghiêm túc nghiêm màng giống nhau luôn ha. Theo dõi điều trị, theo dõi 1 đến 3 tháng. Nó khác nghiêm màng chỗ nào? 1 tới 2 tháng mới người bắt đầu điều trị, tăng bậc điều trị. Ngắn hạn 1 đợt cấp theo. Kế hoạch theo đó thì chỉ là tác dụng phụ của thuốc, giảm nhiễm trùng, nhiễm nấm, gây ra ở vòng họng, tác dụng phụ của thuốc trên tim mạch và trên các đầu chi, sự tuân thủ điều trị thuốc của bệnh nhân và hiệu quả điều trị và thao tác với sử dụng thuốc. Rồi thêm nữa là mình sẽ theo dõi thường xuyên của 3 tháng đối với bệnh nhân mới bắt đầu điều trị, phải rồi 3 đến 2 tháng đối với em bé mập bụng, rồi 4 đến 6 tuần bé mới phụ được có thai, 1 tuần đối với các người vừa lên cơn hen cấp. Rồi sau đó là mình bắt đầu trả lời điều trị theo đấy. Rồi kế hoạch theo dõi thì chị cần cho bài cô là chỉ thế này ha. Thứ nhất là tất cả là cái xương này theo các bài á, chị sẽ theo dõi là theo dõi cái gì, theo dõi thông số nào đúng không? Rồi theo dõi cái gì này và theo dõi trong bao lâu chị nhớ cô ha, từ những theo dõi. Giờ đây mình sẽ theo dõi là cái hiệu quả điều trị này. Theo dõi hiệu quả điều trị bằng cách là theo dõi cái gì? À, triệu chứng của bệnh nhân. Rồi theo dõi các thông số gì các chị? Thông số chức năng hô hấp ví dụ như thông số nào? FPM hoặc là gì? FPM1. Rồi, tức là mình sẽ đánh giá dựa trên những cái tiêu chí này ha, triệu chứng và chức năng hô hấp để đánh giá cái hiệu quả điều trị của thuốc. Và ngoài ra mình còn theo dõi gì nữa các chị? Kỹ thuật. Là kỹ thuật tiếp thuốc của bệnh nhân. Rồi theo dõi nữa là cái vấn đề tuân thủ điều trị. Đối với bài hen này thì cái tuân thủ điều trị rất là quan trọng ha. Tuân thủ điều trị có dùng thuốc hàng ngày hay không, ha, dùng thuốc ngừa cơn hay không. Đó, rồi theo dõi kỹ thuật tiếp thuốc. Được chưa? Rồi. Rồi mình theo dõi gì là cả lớp? Theo dõi tác dụng phụ của thuốc. Theo dõi các dụng cụ thì các chị ghi rõ ra cho cô, đây có ba nhóm, nhiều nhóm thuốc thì ghi ra ha. Thường chị dùng có 2 nhóm thuốc là nhóm gì? ICS và SABA hoặc là lá là ba. ICS các dụng cụ là gì nhất lại xem cộng hết hàng giọng hàng giọng hai nhóm đúng không? Rồi còn SABA thường là gì? Rồi cái theo dõi thứ ba là gì các chị? À, cái thời gian theo dõi là bao lâu? 1 đến 3 tháng. Hả? Thời gian là bao lâu? Rồi nếu như là hen cấp thì theo dõi bao lâu? 1 đến 2 tuần. Hen cấp là theo dõi trong vòng 1 tuần. À, 1 tuần bệnh nhân phải tái khám ha. Rồi hen màng thì theo dõi bao lâu? 2 đến 3 tháng. Nếu bệnh nhân mới điều trị thì theo dõi trong vòng 1 đến 3 tháng.
còn bệnh nhân mà bạn kiểm soát tốt hen rồi á thì nó sẽ bạn nhớ lại sau 1-2 tháng 3 đến 12 tháng ha. Từ ghi ra được không bạn ơi? Rồi ha. Trong cái phần mà kế hoạch điều trị văn thuốc này của quê này, kế hoạch điều trị văn thuốc ấy, có khi làm cái phần điều trị hen á thì các chị cần sẽ đề nghị là gì nữa hả? Đề nghị cái gì liên quan đến cái điều trị đông được đâu á? À đúng rồi, mình nên đổi thuốc ha, đổi cái thuốc mà nó gây ra những tố cơ đó, tức là mình sẽ ngưng cái dùng propranolol để điều trị đông được bệnh nhân và thay thế những cái thuốc khác mà nó không ảnh hưởng đến cái bệnh lý hen của bệnh nhân nha. Cái phần đau ở đâu thì các chị cần xem thêm cho cô nha. Rồi cái anh này chuẩn bị làm đi 5 phút nữa đúng không? Rồi xem lại bài đi ha. Mình đi về. Rồi các chị con ạ.